bất quá thần sắc hắn có chút cổ quái bình tĩnh cực kỳ thậm chí ánh mắt có chút trống rỗng xuất thần dường như thần du vật ngoại liếu hàn đại ca lục phú tình la lên một tiếng nét mặt hàn lập khẽ động khôi phục thanh tỉnh nhìn tới làm sao vậy lục cô nương cấm chế trọng lực này quá lợi hại ta không cố được nữa hàn đại ca ngươi không cần chậm lại giúp ta nhanh tiến lên a lục phú tình nguyễn cưỡng cười nói hàn lập không nói gì quay đầu nhìn lại đằng sau Lão giả mặt dỗ kia nhanh chóng leo lên cầu thang, dưới chân điểm một cái, liền leo lên một cấp cầu thang, hầu như không chạm xuống đất, nhanh chóng đuổi theo. Khoảng cách hai người đã bị rút ngắn nhanh chóng, nếu như thế, không bao lâu nữa hai người mình sẽ bị đuổi kịp. Mà hai người lãnh diễm lão tổ phía trước cũng càng đi nhanh, bỏ lại bọn hắn một khoảng cách khá xa. chương 418, Leo núi. Hàn đại ca không cần lo lắng cho ta, ta và những người này không có thủ oán gì, chỉ là tiểu nhân vật không quan trọng, bọn hắn coi như đuổi theo ta chắc cũng sẽ không làm gì ta, người đi nhanh đi. Lục Vũ Tình nói thêm, Hàn Lập nhướng mày, chợt bước đến bên cạnh Lục Vũ Tình, thò tay nắm lấy eo nhỏ của nàng, bế lên. Lục Vũ Tình ngẩn ngơ, không kịp phản ứng liền bị ôm lấy. Hàn Lập ôm Lục Vũ Tình, nguyên bản trọng lực tác động lên người nàng liền dồn qua người hắn. Bất quá trọng lực ở mức đó hắn tự nhiên có thể thừa nhận, chân bước liên tục, đạp dọc theo cầu thang nhanh chóng tiến lên. Hàn đại ca, lục vũ tình há hốc mồm, lẩm bẩm nói, ta đã đáp ứng ma ngươi theo, chỉ cần đủ khả năng thì sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Hàn Lập nhìn phía trước, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Lục Phú Tình nhìn gương mặt bình tĩnh của Hàn Lập, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên tia dị sắc, cúi đầu. Hai người lãnh diễm lão tổ và Hùng Sơn phía trước vẫn chú ý tới tình huống Hàn Lập nơi này, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Lãnh diễm đạo hiếu, vị bằng hiếu của ngươi lại là kẻ đa tình, tại bậc thang trắng bạc này mà cũng dám mang theo bên mình một kẻ ký sinh, bội phục bội phục trong mắt hùng sơn hiện lên một tia trào phúng trong miệng nói ra lãnh diễm lão tổ nhướng mày cấm chế trọng lực trên cầu thang trắng bạc này cực kỳ lợi hại mặc dù dùng nhục thể của gã hơn nữa chuẩn bị nhiều năm cũng không dám khinh thường chút nào hàn lập ôm một người theo độ khó không chỉ đơn giản tăng lên gấp đôi như vậy lãnh diễm lão tổ im lặng nhìn về phía hàn lập thần sắc lãnh đạm vài phần hàn lập chậm rãi vận khởi thân thể chi lực lập tức tốc độ càng lúc càng nhanh trong nháy mắt gia tăng lên gấp bội, hầu như không kém bao nhiêu so với lão giả mặt rỗ, khoảng cách song phương lại ngừng kéo gần lại. Lão giả mặt rỗ thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống. Thần sắc lãnh diễm lão tổ và hùng sơn phía trước cũng biến đổi theo. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lúc này hàn lập dẫn theo một người, vậy mà tốc độ không giảm ngược lại tăng lên, thậm chí so với bọn họ nhanh hơn một ít, chậm rãi đuổi theo. Trong mắt hai người hiện lên vẻ kinh ngạc, hít sâu một hơi, lập tức tinh quang kim quang trên người sáng lên một tí, tốc độ cũng nhanh hơn. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt qua hơn nửa canh giờ. Mấy người cũng đã đi được phân nửa cầu thang trắng bạc. Lãnh diễm lão tổ và Hùng Sơn vẫn đang đi tuốt ở đằng trước, nhưng mà hầu như Hàn Lập đã đuổi kịp bọn họ, chỉ kém hai mươi mấy bậc cầu thang. Lão giả mặt rỗ theo sát phía sau Hàn Lập, cách xa cỡ trăm bậc cầu thang. Về phần đám tu sĩ quỷ khắp tông còn lại, lúc này đã bị rơi xa ở phía sau, thân hình biến thành những chấm đen nhỏ thấy không rõ lắm đến nơi này trọng lực trên cầu thang trắng bạc đã lớn đến một trình độ thập phần khủng bố mấy người cũng không cách nào duy trì được tốc độ như trước dần dần chậm lại toàn thân lãnh diễm lão tổ được bao bọc bởi tinh quang sáng ngời giống như một tầng sa y bảo vệ thoạt nhìn thần bí và cường đại lúc này gã đi ở vị trí dẫn đầu tiến lên từng bước một với tốc độ tương đối ổn định hùng sơn thì quanh người tản mát ra kim quang trói mắt làn da cũng biến thành kim sắc hiện ra từng đạo hoa văn, thoạt nhìn toàn bộ cơ thể giống như một pho tượng hoàng kim, thân thể tản mát ra khí tức vô cùng to lớn. So với Lãnh Diễm lão tổ thì y hơi rất lại phía sau mấy bậc cầu thang, nhưng vẫn vững vàng đi tới. Lãnh Diễm lão tổ nhìn thấy hình thái Hùng Sơn lúc này, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, đó chắc hẳn là một bí thuật luyện thể không kém. Lần trước hai người tới U Hàn cung, lúc lên tới cầu thang này, Hùng Sơn cũng không có thần thông luyện thể, có lẽ trong mấy năm nay luyện thành. Bất quá điều này cũng không quan trọng, trong những năm này gã cũng chuẩn bị rất nhiều. Ánh mắt lãnh diễm lão tổ lại nhìn phía đằng sau, lúc này trên người Hàn Lập cũng tản mát ra một tầng tinh quang, ôm lục vũ tình không ngừng tiến lên, thân sắc không có vẻ gì là cố hết sức, vững vàng đi theo phía sau hai người, không có bị rơi lại phía sau, một bộ dạng thành thạo. Lúc này lục vũ tình nhắm chặt hai con ngươi, vẫn không nhúc nhích, dường như đang ngủ say. Một màn này làm cho nội tâm lãnh diễm lão tổ cả kinh thân thể mạnh mẽ của Hàn Lập đã vượt xa tưởng tượng của gã. Phía dưới Hàn Lập dường như cảm ứng được ánh mắt lãnh diễm lão tổ, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Nội tâm lãnh diễm lão tổ trở động một cái, nhìn Hàn Lập miến cưỡng cười cười, vội vàng xoay đầu lại. Thân sắc Hàn Lập nhàn nhạt, ánh mắt rời từ trên người lãnh diễm lão tổ sang cầu thang trắng bạc. Theo hắn đoán chừng, cầu thang trắng bạc này không sai biệt lắm có một vạn cấp, lúc này cách đỉnh chắc hơn 3.000 bậc thang. Lúc này hắn chỉ vận dụng một phần nhỏ lực lượng thân thể, nếu trình độ cấm chế trọng lực những cầu thang còn lại cũng giống như lúc trước, có lẽ có thể thông qua. Chỉ là, Hàn Lập nhìn lại phía sau lưng, lão giả mặt dỗ chăm chú đuổi theo ở phía sau, hắc quang trên người lập lè, cũng không có chậm lại chút nào. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, thân thể chi lực của lão giả mặt dỗ đi lên cầu thang này không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng dù sao cũng là tồn tại kim tiên, nếu tiếp tục với tốc độ này tuy chưa hẳn có thể đuổi kịp bọn hắn, nhưng cũng có thể theo tới cuối cùng. Một khi rời khỏi hoàn cảnh đặc biệt cầu thang trắng bạc này thì lão giả mặt rỗ tuyệt đối sẽ ra tay với bọn họ. Khí tức lão này mịt mờ, thực lực không rõ, tuy Hàn Lập không sợ, nhưng dù sao cũng phiền toái. Ý niệm trong đầu hắn nhanh quay trở lại, lập tức tinh quang chi lực trên người đậm đặc lên, bộ pháp dưới chân liền nhanh hơn năm thành. Lãnh Diễm, lão tổ và Hùng Sơn cảm ứng được tốc độ Hàn Lập tăng lên nhiều, đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nhưng lúc này hai người không được phép suy nghĩ nhiều, phải tiếp tục ra sức bước lên. Kết quả sau mấy hơi thở, Hàn Lập liền đuổi tới sau lưng hai người, mắt thấy liền muốn bắt kịp bọn họ. Lãnh Diễm lão tổ nhướng mày, tuy rằng gã và Hàn Lập ước định liên thủ, nhưng phía trước chính là bên trong U Hàn cung, chính mình khổ tâm chuẩn bị nhiều năm như vậy, hôm nay một lần hành động, há lại để cho Hàn Lập vượt lên đầu. Gã quát khẽ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, tinh quang chi lực bên ngoài thân đại phóng lần nữa mặt ngoài thân thể hiện ra một mảng óng ánh đúng là chân cực chi mô thân hình lãnh diễm lão tổ biến lớn một vòng tay chân cũng tráng kiện lên không ít sải bước tiến lên tốc độ lại tăng lên hùng sơn thấy vậy trong miệng lẩm bẩm bên ngoài thân y lần nữa hiện ra một tầng kim quang màu sắc làn da lại đậm hơn hơn nữa hiện ra một tầng kim loại sáng bóng triệt để biến thành pho tượng hoàng kim không chỉ như thế nguyên bản thân hình hùng sơn thấp bé thình lình nhanh chóng cao lớn lên không ít hóa thành một đại hán hoàng kim hùng tráng. Đạp đạp đạp, đại hán hoàng kim đi nhanh lên, tốc độ cũng tăng thêm mãnh liệt không ít. Ba người hàn lập đồng thời gia tốc, lập tức lão giả mặt rỗ rớt lại phía sau. Lão giả mặt rỗ giật mình khẽ, lập tức vừa sợ vừa giận. Tuy tu vi lão vượt xa ba người phía trước, nhưng dù sao cường độ thân thể không bằng, trước đó lại không chuẩn bị gì, có thể bảo trì tốc độ này cơ hồ đã vận hết toàn lực. Nhìn ba người nhanh chóng đi lên, trong mắt lão giả mặt dỗ hiện lên vẻ khẩn trương lão phất một tay lên, trong tay bay ra một đạo bạch quang, là một tấm phủ lục màu trắng. trên phủ lục vẽ một đồ án giống như cự linh thần, tản mát ra dao động nguyên khí cường đại. xoẹt, lão giả mặt dỗ đập phủ lục màu trắng lên thân mình, lập tức phủ lục lóe lên chui vào bên trong cơ thể. trên người lão bộc phát ra mãnh liệt linh quang màu trắng trói mắt, nhột nhạo ra. thân thể lão giả mặt dỗ chấn động, bên ngoài thân hiện ra từng đạo linh văn màu trắng, nhanh chóng lan tràn ra trên thân thể, lập tức khí thức thân thể tăng lên nhiều lão giả hít sâu một hơi mau chóng đuổi theo ba người phía trước cự linh đại lực thần phù đuôi lông mày hàn lập nhảy lên nhận ra phù lục màu trắng kia chính là một chương phù lục tiên phẩm cường lớn có thể ra chỉ thân thể chi lực bất quá hắn cũng không có để ý dưới chân không ngừng chút nào phù lục chẳng qua là ngoại lực không cách nào kéo dài trong nháy mắt thời gian lại qua một bữa cơm mấy người liên tục đuổi theo nhau đi tới không ít khoảng cách Lúc này đây khoảng cách phần cuối cầu thang đã không xa, đại khái còn khoảng một nghìn bậc nữa. Tình huống mọi người lại lần nữa xảy ra một ít biến hóa. Cho dù tốc độ lãnh diễm lão tổ và hùng sơn tăng thêm, vẫn bị hàn lập đuổi kịp, nhưng sau đó hàn lập cũng không vượt qua hai người. Lúc này ba người sánh vai cùng tiến lên, hầu như chẳng phân biệt được trước sau. Thoạt nhìn lão giả mặt dỗ có chút không ổn, linh văn màu trắng trên người lúc sáng lúc tối, dường như tùy thời sẽ tán loạn, trên mặt hiện ra một tầng mồ hôi, ngực có chút phập phồng thở dốc. Nguyên bản lão chỉ rớt lại phía sau hơn 100 bậc cầu thang, lúc này bị rơi xuống ba 300 cấp. Bước chân lão giả mặt rỗ dần dần có chút trì trệ, nhưng ba người hàn lập phía trước vẫn đi lại như thường, nhanh chóng đi lên, khoảng cách song phương càng ngày càng xa. Trung quy phù lục chi lực vẫn không bằng ba người hàn lập vất vả tu luyện thân thể cường đại. Lão giả mặt rỗ nhìn ba người phía trước, thần sắc âm tình bất định. Mắt thấy ba người càng chạy càng xa, khoảng cách phần cuối chỉ có hai ba trăm bậc cầu thang, hơn nữa thân ảnh không thấy chậm lại chút nào, sắc mặt lão mơ hồ có chút xanh mét. Trong mắt lão giả mặt dỗ hiện lên vẻ dễ dụa, lập tức lật tay lấy ra một hộp ngọc màu đen lớn cỡ bàn tay, một cỗ khí tức ôn nhuận từ trên hộp ngọc lan ra, hiển nhiên hộp ngọc này sử dụng tài liệu cực kỳ chân quý. Trên hộp ngọc dán những chương phù lục, mỗi chương phù lục đều lập lòe linh quang, cực kỳ bất phàm, bao bọc hộp ngọc tầng tầng, lộ ra vẻ cực kỳ trịnh trọng lão giả mặt rỗ há miệng phun ra một cỗ hắc quang bao phủ hộp ngọc lại những phù lục kia lập lòe linh quang một hồi nhao nhao bay khỏi hộp ngọc linh quang tản mát ra cũng triệt để tiêu tán dĩ nhiên chỉ có duy nhất một tầng phù lục lão giả mặt rỗ không để ý đến những phế phù kia cẩn thận mở hộp ngọc ra bên trong là một quả đan dược màu đen to cỡ quả trứng bồ câu tán phát ra trận trận hào quang màu đen bên trong hào quang màu đen mơ hồ nhìn thấy một hư ảnh yêu thú nho nhỏ con thú này giống như long nhưng không phải long trên đầu mọc ra một cái sừng sau lưng mọc lên một đôi cánh thoạt nhìn cực kỳ thần tuấn tinh khí dao động vô cùng cường đại từ trên đan dược màu đen tán phát ra trong đó còn kèm theo từng cỗ pháp tác chi lực trong mắt lão giả mặt dỗ hiện lên một tia không nỡ nhưng vẫn há miệng hút viên đan dược màu đen vào trong miệng phục dụng nó mặc dù ba người hàn lập phía trước đang bước nhanh lên nhưng viên đan dược màu đen này tỏa ra khí tức chấn động rất lớn lập tức ba người liền chú ý quay đầu nhìn lại cái này là thú thai huyền nguyên đan đồng tử hùng sơn co rụt lại nghẹn ngào nói ra thú thai huyền nguyên đan hùng đạo hữu đây là đan dược gì lập tức lãnh diễm lão tổ hỏi chương 419 cấm đấu hàn lập nghe được đối thoại của hùng sơn và lãnh diễm lão tổ hai đồng tử có chút co rụt lại từ khi vào tiên giới đến nay bởi vì thân mang trưởng thiên bình tu vi tăng lên liên quan đến đan dược chỉ cần có cơ hội sẽ đọc qua các loại điển tịch liên quan đến việc luyện đan Thực tế đoạn thời gian ở tại Trúc Long Đạo, hắn càng đọc thuộc lòng không ít bằng môn điển tịch, đã nghe nói qua danh tự thú thai huyền nguyên đan. Đan này danh như ý nghĩa, dùng cuống rốn một ít thiên địa kỳ thú, hoặc là thú noãn ẩn chứa huyết mạch tinh thuần với tư cách tài liệu chính luyện chế thành một loại đan dược chân quý. Loại yêu thú này thường có thiên phú dị bẩm, thân thể vô cùng cường đại, phục dụng đan này có thể dung nhập huyết mạch chi lực yêu thú vào bản thân, không những làm thân thể chi lực tu sĩ đại tăng, càng có tỷ lệ nhất định có được thần thông thiên phú của yêu thú nếu sử dụng tiên thú trời sinh có chứa pháp tác chi lực làm tài liệu, luyện ra thú thai huyền nguyên đan, bên trong có thể chứa pháp tác chi lực, sau khi phục dụng cũng có thể có tác dụng như đạo đan, để cho tu sĩ mượn cơ hội cảm ngộ pháp tác trong đó. Bất quá luyện chế đan này cực kỳ khó khăn, không thua đạo đan, hơn nữa tài liệu phụ trợ cũng cực kỳ khó tìm, cho nên cực ít hiện thế, không thể tưởng được lão giả mặt rỗ này lại có một quả, hơn nữa là thú thai huyền nguyên đan cực kỳ bất phàm, ẩn chứa pháp tắc chi lực, thật sự không phải chuyện đùa. Bờ môi Hùng Sơn mấp máy, nhìn hai người Lãnh Diễm lão tổ và Hàn Lập giải thích rõ một chút về thú thai Huyền Nguyên Đan. Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy biến sắc, oanh, hắc quang trói mắt từ trên người lão giả mặt rỗ tán phát ra, nguyên bản sắc mặt lão tái nhợt lập tức khôi phục, hơn nữa biến thành đỏ thẫm, hầu như muốn nhỏ ra huyết. Đồng thời, tiếng ken két trầm đục từ trong cơ thể lão truyền ra, trên cổ và cánh tay lộ ra gân xanh vừa thô vừa to như từng đám cây. Hắc quang cuồn cuộn, thân thể của lão thình lình biến lớn nhanh chóng trong nháy mắt to hơn gấp đôi, bên ngoài thân hiện ra một tầng vảy màu đen dày đặc, sáng bóng như kim loại, thoạt nhìn không thể phá vỡ, trên 10 ngón tay cũng hiện ra rậm rạp lân phiến, móng vuốt sắc nhọn màu đen bén nhọn dài ra. Nhìn thoáng qua, lão giả mặt rỗ đã biến thành hình thái bán long. Không chỉ như thế, trên trán và cơ bắp phía sau lưng lão nhúc nhích một hồi, dường như muốn giải ra cái gì đó. Bất quá vào thời khắc này, hắc quang trên người lão giả mặt rỗ cuồn cuộn chợt giảm xuống, cơ bắp nhúc nhích cũng đình chỉ, khôi phục nguyên dạng. Lập tức hắc quang phiêu tán, lộ ra thân ảnh hùng tráng của lão giả mặt rỗ. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia sợ hãi thán phục, thú thai huyền nguyên đan này quả nhiên huyền diệu vô cùng, có thể so với vài loại biến thân chân linh huyết mạch của hắn. Vài loại biến thân của hắn đúng trăm cây nghìn đắng mới tu luyện thành, mà lão giả lại phục dụng một viên thuốc liền đạt được. Hàn Lập lại nhìn đánh giá lão giả mặt rỗ một cái, không hề nhìn nhiều, quay người tiếp tục đi lên đỉnh núi lập tức lãnh diễm lão tổ và hùng sơn cũng kịp phản ứng vội vàng đuổi theo lão giả mặt rỗ thở nhẹ một hơi một cỗ gió sắc nhọn như có thực chất từ trong miệng xì ra đánh vào trên bậc thang phát ra một tiếng vang lớn lão cúi đầu nhìn thân thể của mình thở dài vội vàng ăn vào viên thú thai huyền nguyên đan này quả nhiên không cách nào sử dụng hết công hiệu hơn phân nửa dược lực đều lãng phí hết rồi bất quá trước mắt như vậy cũng đủ ánh mắt lão giả mặt rỗ lóe lên bước về phía trước oanh một tiếng trầm đục thình lình lão giả trực tiếp nhảy lên hai bậc cầu thang đuổi theo ba người hàn lập phía trước tốc độ cực nhanh mặc dù ba người hàn lập không có quay đầu lại nhưng thủy trung vẫn chú ý tình huống sau lưng lúc này trong nội tâm dùng mình vội vàng kiệt lực đẩy nhanh tốc độ leo lên chẳng qua sau khi lão giả mặt rỗ biến thân tốc độ đã hơn xa ba người khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn bất quá sau một thời gian ngắn chỉ kém hơn trăm bậc cầu thang so với hai người phía trước theo xu thế này chỉ cần thời gian không dưới một chén trà công phu, sẽ bị đuổi kịp. Sắc mặt Hùng Sơn trầm xuống, trong miệng lẩm bẩm, kim quang trên người lại cuồn cuộn một hồi, thân hình đã biến thành Hoàng Kim Đại Hán lại biến lớn thêm vài phần. Trên đầu tóc của Hoàng Kim Đại Hán lập lè kim quang, nhanh chóng biến mất, hóa thành một người đầu trọc, trên người cũng hiện ra một kiện kim sắc tăng bào. Sau mấy hơi thở, Hùng Sơn hóa thành một người giống như kim thân La Hán. Kim thân La Hán bước dài ra, oành một tiếng, thình linh cũng bước lên hai bậc thang, Đi nhanh lên hướng đỉnh núi, tốc độ cực nhanh không dưới lão giả mặt rỗ. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc, tinh quang chi lực bên ngoài thân cuồn cuộn một hồi, cũng toàn lực vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công. Trong cơ thể hắn truyền ra một hồi thanh âm đùng đùng không dứt, lập tức thân hình biến lớn không ít, trên bụng hiện ra 18 điểm tinh quang. Gần cốt rung rung, một cỗ lực lượng tràn đầy tán phát ra, hư không bên cạnh nổi lên đạo đạo gợn sóng. Hàn Lập đạp dưới chân một cái, cả người liền bay bổng đến bậc thang kế tiếp hầu như không chạm xuống đất, một đường nhanh chóng tung bay đi lên, tốc độ so với hùng sơn không chậm chút nào. Hai người đột nhiên tăng thêm tốc độ, lập tức vượt qua lãnh diễm lão tổ, bỏ gã lại phía sau. Lãnh diễm lão tổ thấy cảnh này, khẽ quát một tiếng, tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công, tinh quang bên ngoài thân đậm đặc lần nữa, trên bụng hiện ra 18 đoàn tinh quang, thân hình cũng biến lớn lên một ít. Chẳng qua lần này lãnh diễm lão tổ biến hóa, bất luận uy danh hay là khí thế so với hàn lập đều thua kém rất nhiều chân gã đạp mạnh cầu thang mãnh liệt tốc độ cũng gia tăng không ít nhưng mà so với đám người hàn lập hùng sơn và lão giả mặt dỗ vẫn chậm hơn một ít oanh 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 một hồi tiếng bước chân nặng nề từ phía sau chuyển đến là lão giả mặt dỗ dần dần chạy tới trong nội tâm lãnh diễm lão tổ khẩn trương hai tay vung lên lấy ra bốn năm tấm phủ lục đặc biệt dán tất cả lên người mấy đoàn quang mang sáng lên dung nhập vào thân thể gã lập tức tinh quang bên ngoài thân lãnh diễm lão tổ đậm đặc lên, tốc độ lần nữa tăng thêm một chút, miễn cưỡng bắt kịp bước chân hai người hàn lập phía trước. Mấy người đuổi theo nhau, rất nhanh khoảng cách đỉnh núi chỉ còn hơn 100 bậc thang. Đến nơi này, bậc thang càng trở nên dốc đứng, cấm chế trọng lực phía trên đột nhiên tăng lên nhiều, vượt xa trình độ lúc trước. Tốc độ của mấy người, trước sau đều chậm lại dần. Hàn lập và hùng sơn khá tốt, tuy tốc độ chậm lại, vẫn vững bước tiến lên thoạt nhìn tình huống lãnh diễm lão tổ không được tốt cho lắm. Trước mắt gã đã toàn lực vận chuyển, thân thể chi lực hao tổn rất lớn, tinh quang trên người cũng mở đi rất nhiều, lúc này đã thở hồng hộc, quang mang phù lục bên ngoài thân chấp chấp, tùy thời mất đi. Bất quá tình huống lão giả mặt dỗ cũng không được tốt lắm, lúc này vải đen ngoài thân đã biến mất không ít, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, chân hơi lảo đảo. Đáng giận, sắc mặt lão giả mặt dỗ càng ngày càng khó coi, trong nội tâm nhịn không được phẫn nộ quát một tiếng. Hắn vừa mới phục dụng thú thai huyền nguyên đan, huyết mạch chi lực trong đó còn không triệt để dung hợp với bản thân, sắp duy trì không được biến thân rồi. Hắc quang trên người lão giả chợt lập lè một hồi, phải đen bên ngoài thân lại biến mất không ít, không thể không ngừng lại. Lãnh diễm lão tổ nhìn thấy tình huống lão giả mặt rỗ, lập tức đại hỉ. Dưới chân gã ngừng lại một chút, tạm dừng trên một bậc thang, lấy ra một quả đan dược màu lam óng ánh, tinh quang chi lực từ trong tán phát ra mãnh liệt. Gã không nói hai lời ăn viên đan này vào, vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công luyện hóa dược lực, lập tức tinh quang bên ngoài thân sáng lên không ít. Gã thở nhẹ một hơi, tiếp tục cất bước tiến lên. Trong mắt lão giả mặt dỗ chợt hiện lên lãnh mang, hai tay bỗng nhiên nhấc lên, mười ngón huy động liên tục. Xuy suy suy, mười đạo chỉ đen hết sức nhỏ từ đầu ngón tay bắn ra, nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hư không sau lưng lãnh diễm lão tổ lóe lên, mười đạo chỉ đen lăng không hiển hiện phóng tới, như thiểm điện đâm về phía sau lưng của gã. Bất quá vào thời khắc này, trên bậc thang trắng bạc O, O, N, -N G một tiếng, hiện ra một tầng hoàng mang sáng ngời, một cỗ trọng lực khổng lồ bao phủ những chỉ đen kia. Lập tức trong 10 sợi chỉ đen có hơn phân nửa lệch hướng, nhưng vẫn có 3 sợi chỉ đen đâm về thân thể lãnh diễm lão tổ. Lãnh diễm lão tổ cảm ứng được tình huống sau lưng, sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng tránh qua phía bên cạnh. Phốc một tiếng, huyết quang hiện ra, tuy gã kiệt lực tránh né, nhưng vẫn không né tránh được bị ba đạo chỉ đen trực tiếp phá vỡ màn hào quang hộ thể xuyên thủng thân thể chỉ đen đâm vào thân thể của gã lập tức nổ bể ra phanh 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 trên người lãnh diễm lão tổ bị tạc ra ba cái lỗ máu máu tươi ùn ùn phóng ra gã kêu thảm một tiếng thân thể bịch một tiếng té quỵ trên đất hàn lập và hùng sơn nghe tiếng nhao nhao quay đầu nhìn lại lão giả mặt rỗ khe giật mình dường như không nghĩ tới liền đắc thủ thuận lợi như thế hạc hạc trên mặt lão hiện ra vẻ đắc ý nhe răng cười. Bất quá ngay lúc gã vừa mới nhe răng cười, dị biến phát sinh, trong hư không trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ cực lớn. Lão chưa kịp kia làm ra bất kỳ phản ứng nào, một tia chớp đỏ tía vừa thô vừa to cỡ thùng nước lăng không hiển hiện, tản mát ra chấn động khí tức đáng sợ, ầm ầm bổ vào trên người lão. Lập tức lôi quang chói mắt che mất thân thể lão giả mặt rỗ, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong truyền ra, sau đó im bặt. Bên trong lôi quang chói mắt truyền ra một tiếng vỡ vụn, thân thể lão giả mặt rỗ thình lình chia năm xẻ bảy bạo liệt ra, trong đó giống như có một đạo thân ảnh thật nhỏ bay ra, nhưng chợt tán loạn bên trong tia chớp. Hàn lập thấy một loạt kịch biến này, nhất thời phản ứng không kịp, cứng họng đứng ở đó. Nhưng đối với việc lão giả mặt rỗ vẫn lạc, trong lòng của hắn tự nhiên buông lỏng. Hừ, lại dám động thủ ở chỗ này, quả thực không biết sống chết. Hùng Sơn cười lạnh một tiếng, không để ý tới những việc này nữa, quay người tiếp tục đi lên phía trên, Hàn Lập nhìn bóng lưng Hùng Sơn, đuôi lông mày nhảy lên, nơi đây hiển nhiên có cấm chế ngăn cấm đấu pháp nào đó. Hắn không có lập tức khởi hành, nhìn về phía lãnh diễm lão tổ đang ngã xuống đất. Sắc mặt lãnh diễm lão tổ trắng bệch, bất quá nhìn thấy lão giả mặt rỗ vẫn lạc, thần sắc cũng buông lỏng. Gã có chút run rẩy, lấy ra một quả huyết sắc đan dược ăn vào, bên ngoài thân hiện ra một tầng huyết quang nồng đậm, ba cái miệng vết thương biến mất không thấy gì nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, miễn cưỡng đứng lên ánh mắt hàn lập chấp lên thường thế lãnh diễm lão tổ cũng không khỏi hẳn chẳng qua khôi phục mặt ngoài mà thôi muốn tiếp tục lên tới cầu thang chỉ sợ cần một khoảng thời gian những người quỷ khắp tông còn lại rơi vào xa xa phía sau muốn lên tới cần thời gian rất lâu có lẽ đủ cho lãnh diễm lão tổ khôi phục hàn lập quay người đang tính tiếp tục đi tới vào thời khắc này một tiếng vang nhỏ từ phía dưới chuyển đến thân thể của hắn cứng đờ nhìn lại vị trí âm thanh phát ra sắc mặt biến đổi chương 420, lên đỉnh, chỉ thấy phía dưới cách lãnh diễm lão tổ không xa, hào quang lôi điện trên người lão giả mặt rỗ cuồn cuộn dần tiêu tán, lộ ra một cỗ thân thể không trọn vẹn. Bất quá tàn thể này lại là những mảnh gỗ màu đỏ sậm, mơ hồ nhìn ra là một bộ tàn thể khôi lỗi, trên mỗi một khối gỗ đều khắc lên từng đường vân thần bí. Mà cách tàn thể khôi lỗi không xa, đứng đấy một người, chính là lão giả mặt rỗ, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân thình lình không có một vết thương. Lãnh diễm lão tổ và Hùng Sơn thấy tình hình này, thần sắc cũng đều biến đổi. Khôi lỗi thế thân, Hàn Lập nhìn tàn thể khôi lỗi màu đỏ sậm, chậm rãi nói ra. Lão giả mặt dỗ lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, sắc mặt trắng xám rất nhanh khôi phục lại. Không thể tưởng được nơi đây lại có loại cấm chế này, bất quá không việc gì, không trực tiếp động thủ giết người còn rất nhiều phương pháp. Trong miệng lão cười lạnh một tiếng, nói xong, lão giả mặt dỗ cất bước chậm rãi tiến lên. Thân thể lãnh diễm lão tổ run lên, vội vàng nhấc chân tính leo tiếp lên cầu thang gã vừa mới nâng một chân lên đột nhiên trên mặt ửng hồng thương thế tái phát phun ra một ngụm máu tươi lần nữa uể oải ngã xuống đất khuôn mặt lãnh diễm lão tổ lộ ra vẻ sâu thảm ánh mắt nhìn hàn lập cách đó không xa trong mắt hiện lên một tia hy vọng truyền âm kêu cứu nói hàn đạo hiếu cứu mạng hàn lập nhướng mày không hề cử động mang theo một lục vũ tình hắn đã cố sức nếu lại thêm một lãnh diễm lão tổ nữa hắn coi như vận hết toàn lực cũng không thể thuận lợi trèo lên tới đỉnh. Lãnh diễm lão tổ thấy thần sắc hàn lập, vẻ hy vọng trong mắt ảm đạm xuống, bất quá sau một khắc, hai hàng lông mày gã nhấc lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hàn đạo hiểu, người có muốn phần sau bộ công pháp đại chu thiên tinh nguyên công hay không? Trong đầu hàn lập vang lên thanh âm khẩn thiết của lãnh diễm lão tổ. Người có phần sau bộ công pháp đại chu thiên tinh nguyên công? Sắc mặt hàn lập khẽ động, kìm nén vẻ hưng phấn trong nội tâm, truyền âm hỏi. Ta không có, bất quá lần này chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, ta có thể dẫn ngươi đi lấy. Lãnh diễm lão tổ nói ra, ý của ngươi là, phần sau bộ pháp quyết ở trong u hàn cung này. Đuôi lông mày hàn lập nhảy lên, lập tức hiểu ra. Đúng vậy, kỳ thật phiến đá ghi chép nửa phần trước đại chu thiên tinh nguyên công là lần trước ta đi vào u hàn cung này, trong lúc vô tình đụng phải một cấm chế, lấy được ở bên trong. Lần này tại hạ tới đây chính là vì phần sau bộ pháp quyết. Chỗ kia bí ẩn vô cùng, nếu không có sự chỉ điểm của ta, người tuyệt không tìm được nơi có phần sau bộ pháp quyết này. Lãnh diễm lão tổ nói ra, Hàn Lập nghe vậy, không có trả lời ngay, mặt lộ vẻ do dự, cân nhắc tính chân thật trong lời nói của lãnh diễm lão tổ. Từ cuộc đối thoại của lãnh diễm lão tổ và Hùng Sơn trước kia, lần trước tiên phủ mở ra hai người tới chỗ này, thu được không ít chỗ tốt. Trước kia lãnh diễm lão tổ cũng đã nói với hắn, đại chu thiên tinh nguyên công lấy được từ bên trong một bí cảnh, có lẽ là chỗ u hàn cung này, cũng là hợp lý. Hơn nữa lúc trước phá giải cấm chế bên ngoài tiên phủ, phiến đá màu xanh ghi lại nửa phần trước pháp quyết lại cảm ứng với cấm chế nơi này, khẳng định giữa cả hai tồn tại một ít liên hệ. Từ những tình huống này, lãnh diễm lão tổ nói thế, có thể bảy tám phần là sự thực. Giờ khắc này, lão giả mặt rỗ đã leo lên thêm mười mấy bậc cầu thang, cách lãnh diễm lão tổ đã không xa. Hàn đạo Hữu chẳng lẽ ngươi hoài nghi, tại hạ vì mạng sống lại dám nói dối. Tại hạ nguyện ý dùng tâm ma thề, tuyệt không một chữ giả dối, nếu không để cho ta bị tâm ma xâm lấn, chết vạn kiếp bất phục. Lãnh diễm lão tổ thấy lão giả mặt dỗ tới gần, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng truyền âm nói ra, hơn nữa dùng tâm ma thề. Tốt, ta tin tưởng ngươi lần này. Hàn lập nghe lãnh diễm lão tổ thề, trong nội tâm buông lỏng, gật đầu nói. Ở đó chờ ta một lát, hắn đặt lục vũ tình trên bậc cầu thang dưới chân, cất bước đi tới lãnh diễm lão tổ. Lúc trước lục vũ tình nhắm mắt buông lỏng, bất quá là không muốn tăng thêm gánh nặng cho hàn lập biến cố xảy ra liên tiếp, nàng sớm đã mở mắt chứng kiến, gật đầu nhẹ, đứng im trên cầu thang. Từ dưới đi lên khó khăn vô cùng, nhưng từ trên đi xuống lại rất nhẹ nhõm. Thân ảnh hàn lập chấp liên tục, vài bước đã đi tới bên cạnh lãnh diễm lão tổ, bế gã lên rồi quay người đi lên. Lão giả mặt rỗ thấy cảnh này, giận dữ, nhưng giờ phút này khoảng cách giữa lão và hàn lập còn cách một đoạn, có thể nói là ngoài tầm tay với, hơn nữa lão cũng không dám lại phát động công kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Lập cứu lãnh diễm lão tổ đi lúc này hùng sơn vẫn tiếp tục trèo lên cảm ứng được cử động của hàn lập trong mắt hiện lên một tia khinh miệt mang theo một người bằng vào sự mạnh mẽ của thân thể có thể miễn cưỡng nhưng muốn mang theo hai người thuần túy là hành vi muốn chết y cũng không cho rằng tu sĩ chân tiên cảnh có thể làm được điều này hàn lập ôm lãnh diễm lão tổ rất nhanh về tới cầu thang lúc trước một tay bế lục vũ tình lên ôm hai người lập tức hai vai hắn trầm xuống lắc lư một cái lãnh diễm lão tổ và lục vũ tình thấy vậy sắc mặt đều hơi đổi hàn lập hít sâu một hơi trong miệng lẩm bẩm bên ngoài thân lần nữa hiện ra một tầng hào quang tử kim trói mắt mấy tiếng gầm thanh minh từ trong hào quang tử kim truyền ra lập tức nhiều loại hư ảnh bất đồng như thiên long thải phượng thanh loan lôi bằng hiển hiện ra sau đó lóe lên dung nhập vào thân thể của hắn lập tức thân thể hàn lập biến lớn gấp mấy lần đồng thời bên ngoài thân hiện ra từng tầng lân phiến màu tử kim hai vai và dưới xương sườn mơ hồ một cái phân biệt sinh ra hai đầu lâu dữ tợn và bốn cánh tay dài màu từ kim. Lập tức thân thể của hắn vững lại, bốn cánh tay vừa mới mọc ra ôm lấy lãnh diễm lão tổ và lục vô tình, tiến nhanh lên, tốc độ so với trước không chậm hơn chút nào. Lão giả mặt rỗ thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Hùng Sơn cũng cảm ứng được, thân hình dừng lại, quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện ra một tia kinh hãi. Y nhìn hàn lập thật sâu một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục trèo lên không ngờ thân thể hàn đạo hữu lại cường đại đến trình độ này, tại hạ thật sự bội phục. Trong mắt lãnh diễm lão tổ hiện lên vẻ vui mừng, khen ngợi. Nịnh nọt mà thôi, không nói cũng được, bất quá lãnh diễm đạo hữu ta có một chuyện muốn hỏi thăm. Chân hàn lập vẫn không ngừng bước, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Trên mặt lãnh diễm lão tổ lộ ra vẻ lúng túng, nói, hàn đạo hữu mời nói. Người đằng sau kia, người vừa mới gọi hắn là huyết hàn. Năm đó sự tình ở thánh khôi môn chúng ta đều tham dự, chẳng lẽ lão giả mặt rỗ này chính là huyết hàn năm đó? Ánh mắt hàn lập lóe lên, truyền âm hỏi, thần sắc lãnh diễm lão tổ biến đổi, nhất thời không nói gì, trầm mặc một hồi, sau đó mới gật đầu nhẹ. Hàn lập thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, lần nữa truyền âm hỏi, nếu như thế, chẳng lẽ thân phận mấy tên tu sĩ quỷ khắp tông còn lại cũng là giả dối? Hàn đạo hiếu, những chuyện này ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều mới tốt, người biết nhiều cũng không có lợi. Lãnh diễm lão tổ hình như có thâm ý truyền âm nói ra. Cũng đúng, bất quá là hàn mỗ nhất thời hiếu kỳ. Đuôi lông mày hàn lập nhảy lên, cười nói, không có mở miệng hỏi nữa. Lục phú tình nhìn hai người bên cạnh, đôi mắt đẹp chấp lên, không nói gì. Trong lúc nói chuyện, hàn lập vượt qua không ít bậc thang. Giờ phút này khoảng cách đến phần cuối cầu thang chỉ còn lại 3-40 cấp. Huyết hàn kia bị rơi lại xa xa đằng sau, mà Hùng Sơn vẫn vững vàng đi ở phía trước, sắp đến đích. Hàn Lập nhìn cầu thang phía trước, thần sắc nghiêm nghị. Còn lại một ít bậc thang, chính là chỗ khó khăn nhất để thông qua, hắn cũng không dám chủ quan, điều động toàn bộ thân thể chi lực. Trong cơ thể, hai màu hào quang lập lòe trên thân Hàn Lập, từng bước vững vàng tiến lên. Lại đi thêm mười mấy cấp, thân hình Hàn Lập thoáng trở nên cực kỳ chậm chạp, hầu như mỗi bước đi đều phải dừng lại nghỉ ngơi một chút mới cất bước tiếp được. Tình huống Hùng Sơn cùng một dạng với hắn, cứ một bước lại dừng lại nghỉ một chút. Trọng lực nơi này cực mạnh, đạt đến tình trạng làm người ta kinh hồn bạt vía, không khí cũng phát ra thanh âm run rẩy rất nhỏ. Nét mặt Hàn Lập lộ ra vẻ mệt mỏi, hai màu hào quang trên người cũng chấp động không thôi. Lục Vũ Tình và Lãnh Diễm lão tổ chứng kiến tình huống Hàn Lập không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Hàn đạo hữu, không bằng người buông ta xuống, trước mang một người lên tới đỉnh, sau quay lại mang ta lên cũng được. Lãnh Diễm lão tổ đề nghị, như vậy quá lãng phí thời gian, nhị vị không cần phải lo lắng, ta còn trèo chống được. Hàn Lập nhìn Hùng Sơn đang nghỉ cách hắn nằm bậc cầu thang phía trước, nhàn nhạt nói ra. Vừa nói xong, hắn lại cất bước leo lên một bậc. Bậc thang chấn động một chút, phát ra một tiếng nổ vang trầm thấp. Hùng Sơn nhìn thoáng về đằng sau, khóe mắt co quắp một cái, lập tức cất bước đi lên. Giờ phút này thân thể Hàn Lập có chút run rẩy, trong mắt hơi hít lại, hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh thân thể chi lực, lần nữa bước lên một bậc. Đỉnh núi đã gần trong gang tắc lên đỉnh sớm một bước thì cơ hội tầm bảo cũng sớm hơn một chút. Hai người một bước cũng không nhường, toàn lực bước lên. Mười mấy bậc thang cuối cùng, cấm chế trọng lực quá mức lợi hại, hai người bỏ ra trọn vẹn một khắc chuông mới đi tới. Hàn lập bước chân lên đỉnh phong, lập tức trọng lực quanh người tiêu tán vô tung, toàn thân nhẹ nhõm vô cùng. Vèo một tiếng, thân hình hắn bay về phía trước hơn 10 trượng. Trên thân hàn lập lóe lên hào quang, thân hình dừng lại, hạ xuống mặt đất. Tuy rằng hắn toàn lực leo lên, nhưng dù sao ôm theo hai người, trọng lực phải thừa nhận tương đương gấp ba lần, vẫn là muộn hơn Hùng Sơn một bước. Hắn thở phào một hơi, quay đầu xuống nhìn thoáng qua, giờ phút này huyết hàn đứng cách đó năm sáu chục bậc thang, mặt lộ vẻ hung ác nhìn lại. Hàn lập nhếch miệng cười một tiếng, thả xuống hai người lãnh diễm lão tổ, phất tay giải trừ biến thân, ánh mắt nhìn về phía trước. Nhìn quanh đỉnh núi, ngay phía trước đứng lặng một tòa cửa lầu màu tím cao hơn 10 trượng, hai bên cột cửa đều có kim long quấn quanh, đầu rồng từ dưới mái hiên thỏ ra, trong miệng ngậm một quả long châu màu vàng tấm biển cửa lầu cũng không viết bất cứ chữ gì chỉ vẽ một bộ băng nguyên đồ ngàn dặm bút pháp thô kệch lại hết sức sinh động hai bên cửa có một bức tường cao màu tím uốn lượn kéo dài không thấy điểm cuối cũng không biết thông tới nơi nào hàn lập dương mắt xem xét cửa lầu và tường cao màu tím phát hiện đều là kiến trúc bình thường phía trên cũng không có bất luận chấn động cấm chế gì long khẩu ngậm long châu cũng không phải là tiên gia pháp bảo chẳng qua là tử vật phổ thông mà thôi chỉ có bộ băng nguyên đồ ngàn dặm có chút đặc biệt, hình ảnh lại làm cho Hàn Lập có chút quen mắt. Tựa hồ chính là phiến băng nguyên rộng lớn dọc đường hắn bay đến nơi này. Chương 421, Đại Thiên Thế Giới. Khi Hàn Lập đang quan sát hướng đó thì Hùng Sơn đã đến chỗ cửa. Y chỉ thoáng dừng lại, liếc mắt quan sát, rồi phóng một bước xa lao qua cổng tò vỏ phía trước, xông vào trong biện. Hàn Lập quay đầu nhìn thoáng qua bậc thang đá sau lưng chỉ thấy đám người huyết hàn vẫn đang chạy lên nhưng khoảng cách lên đến đỉnh cũng không còn xa. Hắn cũng không trần chờ nữa, cũng cùng lục vũ tình, cả bọn cùng nhau xông vào bên trong cửa lầu. Tiến nhập bên trong cửa, hàn lập thấy xa xa là ba tòa cung điện có quy mô cực kỳ to lớn, đều là mái ngói lưu ly, li, sơn tường đỏ thắm, trên nóc và mái hiên đều có những pho tượng dị thú vọng thiên, ngồi trồm hồm, xếp thành một hàng. Ba tòa cung điện phân bố theo hình tam giác, các cửa chính đều hướng về phía cửa lầu bên này, Bên ngoài nền cao hơn mặt đất vài thước, thoạt nhìn giống như là ở trên đài cao. Từ cửa lầu đến đại điện có một quảng trường bằng đá trắng rộng rãi, bên trên ngoại trừ lát từng viên đá vuông lát trên mặt đất thì không có bảy biện thứ nào khác. Sau khi ánh mắt Hàn Lập Cực nhanh đảo qua toàn bộ quảng trường và cung biện, ở sâu trong đáy mắt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc, chân mày cũng không khỏi nhíu chặt lại. Cảnh tượng trước mắt tựa hồ có chút quen thuộc, thiết kế bố trí tại nơi này, loại cảm giác này, dường như đã từng gặp qua ở chỗ nào hắn âm thầm suy tư, không đợi hắn suy nghĩ kỹ càng, thân hình Hùng Sơn đi đầu tiên đã hướng phía cung điện bay tới. Nhưng sau một khắc, một màn làm người ta kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy trong nháy mắt hư không phía trên cung điện nơi Hùng Sơn vừa nhảy vào bỗng nhiên bốn phía vặn vẹo một hồi, nhộn nhạo rung động nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, thân thể của y liền bục một cái, hóa thành một làn khói xanh, biến mất không thấy. Chân mày hàn lập không khỏi cao lại, lam quang trong hai mắt bắt đầu khởi động nhìn về phía trên quảng trường. Dưới sự tra xét của Minh Thanh Linh Mục, trên quảng trường đá trắng vốn không có vật gì thì nay tràn ngập một tầng sương mù màu trắng, bên trong mơ hồ có trận trận lưu động của linh lực rất nhỏ bé, nhìn như hỗn loạn, liên tục thay đổi nhưng kỳ thực rất có quy luật, hiển nhiên là một ảo trận cực kỳ huyền diệu. Sau khi Hàn Lập thu hồi ánh mắt, nhịn không được lại xoay người nhìn về phía sau bên ngoài cửa lầu. Sau đó hắn trầm ngâm trong chốc lát, rồi ánh mắt chợt sáng ngời, trong đầu lập tức nổi lên một cái tên đã rất lâu không nhắc tới. Quảng Hàn Cung Bậc cầu thang ẩn chứa cấm chế, ảo trận trên quảng trường, cung điện bố trí hình tam giác. Khu vực chỗ này bên trong Minh Hàn Tiên phủ vậy mà giống tình cảnh hắn gặp ở Quảng Hàn cung năm đó đến 7, 8 phần. Chẳng lẽ, giữa chỗ đó ở linh giới cùng chỗ này ở bí cảnh trong chân tiên giới lại tồn tại liên hệ sao? Hàn Lập không khỏi lớn gan suy đoán vậy, đúng lúc này, phía bên kia cửa lầu bỗng nhiên vang lên từng tiếng bước chân nặng nề chạy tới, ba người Hàn Lập nhìn lại thì thấy một mình huyết Hàn đã đuổi theo tới nơi. "Không ổn, đi mau!" Lãnh diễm lão tổ cắn răng khẽ quát một tiếng, bay về phía hư không trên quảng trường, Hàn Lập và Lục Vũ Tình cũng vội vàng đi theo. Thân ảnh ba người gần như cùng một lúc biến mất vào trong hư không. Đuổi theo sát phía sau nhưng vẫn bị chậm một bước, huyết hàn hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên y cũng không có lỗ mãng xông vào ảo trận mà dừng lại ở quảng trường, ngưng thần dò xét. Lúc vào trận, Hàn Lập cũng chưa thu hồi minh thanh linh mục, hắn thấy rõ chính mình từ trên không trung rơi vào bên trong ảo trận sương mù, trong nháy mắt tức thì trời đất quay cuồng, xung quanh vật đổi cảnh rời, phảng phất như tiến nhập vào một thế giới khác. Bánh bao, bánh bao nóng hổi đây, son phấn thượng hạng, thoa thì thơm như hoa, ngửi thì như mật ngọt đây. Từng tiếng giao hàng chỉ ở phố xá sầm uất mới có vang lên khắp nơi. Hàn lập hơi sừng sờ, quét mắt liếc nhìn bốn phía, thình lình phát hiện lúc này mình đang đứng ở trên một con phố chật trội, xung quanh đông đúc, âm thanh ồn ào, hiện lên cảnh náo nhiệt dị thường. Cách chỗ hắn không xa là một tòa cửa thành rộng lớn, Đồ sộ, ở gần đó là một nữ tử xinh đẹp đang kinh ngạc đứng đó, lấm lét nhìn trái ngó phải. Chính là lục vũ tình, nhưng vào lúc này, lãnh diễm lão tổ sắc mặt có chút tái nhợt từ bên trong cửa thành đi ra, dừng ở bên cạnh lục vũ tình, xoay người hướng về phía Hàn Lập vẫy vẫy tay. Hàn Lập đang định bước tới, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng hô ẩm ý, bánh hấp tới. Nhường đường một chút, lô bánh hấp mới xuất, hắn vô thức bước tránh sang một bên, đã thấy một hán tử thô kệch cao không tới năm thước đang đung đưa đòn gánh treo hai lồng hấp tỏa ra hơi nóng từ bên cạnh hắn bước nhanh tới. Sau khi nhường đường cho qua, hắn mới phát hiện hắn tử kia cũng không phải nói chuyện với hắn mà là nhắc vị phú gia công tử mặc áo lụa màu hồng nhạt, bên tóc mai có cải hoa hải đường phía sau hắn nhường đường. Rất nhanh Hàn Lập liền phát hiện, đối với người trong ảo cảnh này mà nói thì ba người bọn họ gần như không tồn tại, trực tiếp liền có thể xuyên qua người bọn họ mà đi. Nhưng mà để cho hắn kinh ngạc hơn chính là, thần tình vị hắn từ kia mới vừa rồi thể hiện ra độc nhất vô nhị so với người thường mùi vị của bánh tỏa ra từ lồng hấp lại không phải là giả ngay cả hơi nóng truyền ra từ bên trong lồng hấp khi lướt qua cạnh hắn cũng y như thật không hề khác biệt phải biết rằng lúc này hắn vẫn chưa thu hồi thần thông linh mục mà vẫn chỉ thấy ảo cảnh lãnh diễm đạo hiếu ảo trận nơi này hầu như giống hệt hiện thực thần thông linh mục của ta cũng không có cách nào nhìn thấu mảy may vừa cân nhắc Hàn Lập vừa đi tới bên cạnh hai người Lãnh Diễm lão tổ và Lục Vũ Tình, rồi nói: "Hàn đạo hữu nói không sai, trận này có tên là Đại Thiên Thế Giới, là loại ảo trận bình sinh khó mà tin nổi nhất, không có cái thứ hai." Tên như ý nghĩa, ở trong dựng lên ảo cảnh thậm chí không thua gì một thế giới, nếu như ở bên trong này đi lại lung tung, rất có thể sẽ từ từ mê thất, chìm đắm vào trong đó, vĩnh viễn không bao giờ thoát được. Lãnh Diễm lão tổ gật đầu, nói: "Thì ra là thế." Đúng rồi, các người có ai thấy Hùng Sơn không? Hàn Lập đổi chủ đề, hỏi, lần trước chúng ta vào cũng không phải là cảnh tượng trước mắt này, mà là một đại lục hoang dã, yêu thú tàn sát bừa bãi khắp nơi. Có thể thấy được lần tiến nhập ảo trận này khác nhau thì gặp ảo cảnh cũng không giống nhau. Y tiến vào trước chúng ta một bước, tuy là thời gian chênh lệch không bao nhiêu nhưng rất có khả năng là bị kẹt trong một ảo cảnh khác trên thế giới. Khả năng là sau khi chúng ta rời khỏi được ảo trận mới có thể gặp lại y. Sau khi hơi trầm ngâm, lãnh diễm lão tổ nói, với thứ ảo trận không nên dây dưa này, lần trước các ngươi làm thế nào để thoát khỏi. Hàn lập nhìn gã một cái, không khỏi nghi ngờ hỏi. Lúc đó chúng ta đồng hành có tổng cộng 8 người, trong đó có đủ cao thủ tinh thông trận pháp, là bọn họ quan sát vị trí của các ngôi sao trên bầu trời đêm, từng bước một cuối cùng thôi diễn ra phương pháp xuất trận. Tuy nhiên dù là như vậy, cuối cùng có thể sống để rời khỏi ảo cảnh chỉ còn có bốn người, bao gồm cả ta và Hùng Sơn lãnh diễm lão tổ cười khổ một tiếng đáp hàn lập nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lúc này là giữa sáng sớm trời xanh mây trắng mặt trời chói trang cách trời tối còn lâu căn bản không có nửa ngôi sao phương pháp quan sát và đoán định ngôi sao mà ngươi nói đến có khi chỉ là dùng để xác định phương vị từ đó xác định vị trí bố trí đầu trận tuyến của ảo trận sau đó từ đầu trận tuyến suy đoán ra sinh môn có đúng không hắn liếc nhìn lãnh diễm lão tổ hỏi không sai xem ra hàn đạo hiếu cũng tinh thông đạo này lãnh diễm lão tổ hơi nhíu mày có chút ngoài ý muốn nói hàn lập không để ý lời khen tặng của gã đầu tiên hắn ngẩng đầu nhìn về tấm biển trên cửa thành sau đó lại nhìn bốn phía một lượt đem toàn bộ tám phương vị xung quanh quan sát một lần tấm biển trên cửa thành nơi đây ghi cửa chính đông tức là hướng của thành là đông mà giờ này là giữa sáng sớm lại cùng với phương hướng của mặt trời trên trời lại hoàn toàn trái ngược có thể thấy được một trong hai cái này tất có một cái giả nhưng lần trước các ngươi thông quan vị trí ngôi sao mà phân rõ phương hướng, có thể thấy được khả năng vị trí của mặt trời là thật nhiều hơn. Cho nên bên kia chắc là đông, Hàn Lập giơ ngón tay chỉ một đầu phố ở hướng khác, chậm rãi nói. Lãnh diễm lão tổ và lục vũ tình nghe vậy, chợt hiểu ra, dối rít gật đầu đồng tình. Nếu đã xác định được phương hướng chính xác rồi, như vậy bước tiếp theo sẽ quan sát đầu trận tuyến. Thần thông linh mục của ta nhìn không thấu, còn lục cô nương thì sao? Có thể nhìn thấy gì không? Hàn Lập hơi trầm ngâm, rồi hỏi Lục Vũ Tình, mới vừa rồi ta đã thử qua, khi vận dụng linh đồng, những người và vật ở xung quanh này đều biến mất hết, chỉ thấy một vùng xương mù minh mông mù mịt, nhưng thứ khác đều không thấy. Lục Vũ Tình lắc đầu, nói, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể sử dụng pháp bảo thử một chút xem. Hàn Lập nghe vậy, thở dài nói, dứt lời, hắn giờ bàn tay lên đỉnh đầu, trên không một vầng kim quang trói mắt sáng lên, một viên nhãn cầu to lớn màu vàng óng hiện ra bên trong viên kim nhãn này cũng không phải là pháp bảo gì, mà chính là chân thực chi nhãn bên trong chân ngôn bảo luân được hắn dùng thủ thuật che mắt che đậy đi toàn cảnh mà thôi. Sở dĩ Hàn Lập làm như vậy không phải là sợ người ta biết được hắn tu luyện công pháp thời gian, mà là không muốn để cho bọn họ thấy được trên chân ngôn bảo luân có tới 360 vòng đạo văn thời gian kinh khủng kia. Dù sao, công pháp trúc lòng đạo này ở Bắc Hàn Tiên vực đã vang danh bên ngoài, khó bảo đảm lãnh diễm lão tổ không biết. Vật này vừa hiện, lục phú tình và lãnh diễm lão tổ lập tức liền cảm nhận được dao động pháp tác từ trên đó chuyển ra người trước thì vẫn bình thường người sau thần sắc hơi đổi hai người chỉ liếc mắt qua một cái rồi thôi hiểu ngầm không có tự ý tra xét hàn lập thấy vậy cũng có chút hài lòng hai tay đánh ra một pháp quyết từ từ nhắm hai mắt bắt đầu thôi động chân thực chi nhãn tra xét không gian xung quanh lần này vừa nhìn tình huống quả nhiên có khác biệt lớn tường thành tiệm rượu hoa cây cả người và vật xung quanh đều biến mất trong hư không chỉ còn từng làn sóng dao động linh lực gần như trong suốt, tất cả dấu hiệu lưu động đều phơi bày ra trước mặt hắn rõ ràng như là giơ bàn tay xem đường vân vậy, rõ ràng minh bạch. Thời gian Hàn Lập chuyên tâm quan sát, sau khi hắn đem toàn bộ các dấu hiệu quan sát được đều ghi nhớ trong lòng, hắn giơ một tay lên thu hồi lại chân thực chi nhãn vào trong cơ thể. Hàn đạo hữu, thế nào rồi, có thể phát hiện gì không? Lãnh Diễm lão tổ thấy vậy, vội vàng mở miệng hỏi. Cơ bản thì thấy rõ hết thảy sự phân bố của đầu trận tuyến, chỉ là giữa những cái này có thật có giả, cần ngươi dựa vào trí nhớ, chỉ dẫn phương vị mới có thể tìm được chính xác cửa ra. Hàn lập chậm rãi nói, đạo hữu yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp. Sắc mặt lãnh diễm lão tổ vui vẻ, gã gật đầu, nói. mươi 422, lặp lại chiêu cũ, đi tiếp sáu dặm dọc theo con đường này gặp cửa ngõ thứ nhất là tòa nhà cũ, tiến vào trong sân có một giếng cổ, chỗ đáy giếng là một trận tuyến, Hàn Lập dẫn lãnh diễm lão tổ và lục vũ tình, bắt đầu tìm kiếm mọi chỗ trận cước. Thần sắc lãnh diễm lão tổ chuyên chú lắng nghe Hàn Lập giảng thuật, thỉnh thoảng gật đầu lắc đầu, căn cứ trí nhớ năm đó phán định thật giả vị trí trận tuyến, ba người cùng chạy đi trong tiếng huyên náo của thành trì. Trong hiện thực, diện tích quảng trường đá trắng mà ba người đang đứng cũng không lớn, nhưng ở trong huyến trận tựu không cách nào xác định được, ba người dùng chỗ cửa ngõ giếng cổ làm điểm xuất phát lần lượt xuyên qua một gian tử quán thấp bé và một tòa câu lan phấn hồng bảy lần qua tám lần rẽ, đi tới một tòa hậu viện phủ nha. Về sau, bọn hắn lại đi qua hậu viện phủ nha, bay qua một tường viện cao chưa đầy 7 thước, đi tới một ngõ nhỏ tính mịch trong khu dân cư. Ra khỏi ngõ nhỏ, ba người lại liên tiếp xuyên qua bảy tám khu phố, cuối cùng đi tới trước một tòa trường tư. Trong lúc này, Lục Phú Tình vẫn luôn nhìn xung quanh, trong mắt đã có vẻ hơi mê ly, may mà Hàn Lập thông qua bí thuật thần thức nhắc nhở, mới không bị trầm luân. Tựa hồ bên trong trường tư đang có phu tử giảng bài, truyền ra thanh âm tụng sách của đám hải đồng, thanh thúy dễ nghe, cực phú vận luật. Đại môn bên ngoài trường tư có một gốc cây du già hơn trăm tuổi, cũng không quá cao, lại thập phần tráng kiện, khoảng chừng bốn người ôm. Giờ phút này, mấy người Hàn Lập đang đứng dưới bóng cây du già. Cửa ra vào ảo trận lần trước là một khu di hài xương khô man hoang yêu thú, hoàn toàn bất đồng với lần này, cho nên ta cũng không có mười phần nắm chắc. Lãnh diễm lão tổ nhìn cây du già kia, có chút không xác định nói quỹ tích lưu động linh lực tại đây không giống với những nơi ta gặp lúc trước ta cảm thấy có lẽ chính là nơi này rồi hàn lập dùng chân thực chi nhãn xuyên thấu qua đánh giá cây du già chậm rãi nói ra dứt lời hắn nhấc bàn tay lên bấm một cái pháp quyết đánh về phía cây du già vào lúc này nhãn cầu kim sắc treo ở phía trên đỉnh đầu hắn khẽ run lên từ đó nhộn nhạo ra một hồi rung động kim sắc lan đến gần cây du già thân cây lập tức phát sáng chỉ thấy giữa một mảnh kim quang bỗng nhiên hiện ra một cái vòng xoáy màu xanh ra trời cao hơn đầu người, bên trong mơ hồ thấy một thông đạo hẹp kéo dài ra sau. Lãnh diễm lão tổ đi tới phía trước, cẩn thận đánh giá một phen, sau đó gật đầu với hai người hàn lập, nói ra có lẽ không sai, tình huống bên trong thông đạo cơ hồ giống lần trước như đúc. Vậy liền đi thôi, chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian rồi. Hàn lập mở miệng nói ra, nói xong, trên đỉnh đầu hắn chất lóe lên hào quang, chân thực chi nhãn tản ra kim quang bị hắn thu vào trong cơ thể. Lãnh diễm lão tổ thoáng dừng lại một chút, hơi cúi người tiến vào vòng xoáy màu xanh ra trời, đi sâu vào trong thông đạo. Lục vũ tình theo sát phía sau, hàn lập đi cuối cùng vào trong đó. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, trong hư không một chỗ khác trên quãng trường đá trắng bỗng nhiên có một hồi chấn động kỳ dị nhộn nhạo ra, thân ảnh ba người hàn lập từ không trung rơi xuống. Sau khi đứng vững thân hình, lãnh diễm lão tổ quét mắt nhìn bốn phía lại không có thấy thân ảnh hùng sơn không cần đi tìm hắn vốn là trận pháp đại sư tinh thông trận pháp lúc trước lại từng có kinh nghiệm phá trận một lần khẳng định đã đi ra trước so với chúng ta lúc này có lẽ đã đi qua đại điện bên kia rồi hàn lập nhìn thoáng qua hướng cung điện chậm rãi nói ra dứt lời trong đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng màu lam lần nữa nhìn phía trong sân rộng chỗ đó sương mù đột biến dị thường kịch liệt chính giữa còn truyền ra trận trận chấn động linh lực hỗn loạn, hiển nhiên là huyết hàn kia cũng đã xâm nhập vào ảo trận. Đi thôi, thừa dịp tên huyết hàn kia bị nhốt trong trận, trước mang ta đến địa phương chứa đại chu thiên tinh nguyên công A. Hàn lập thu hồi ánh mắt, nói với lãnh diễm lão tổ. Lãnh diễm lão tổ gật đầu nhẹ, dẫn đầu đi về hướng ba tòa đại điện kia. Một tòa ở giữa ba tòa đại điện, nằm gần ba người hàn lập nhất, là đại điện có mái hiên lớn nhất, so với hai tòa đằng sau cao hơn rất nhiều. Trước điện dựng đứng 18 cây đại trụ màu vàng, mặt ngoài khắc rậm rạp chẳng chịt phù văn, nhìn thập phần cổ sơ. Cửa chính đại điện cao hơn 10 trượng, toàn thân được đúc bằng tử kim, mặt ngoài rậm rạp đạo đạo phù văn, chỉ là cánh bên trái cửa điện mở ra ngoài một chút, mặt ngoài đen nhánh, rõ ràng là dấu vết bị liệt diễm đốt qua. Tòa đại điện này chỉ là một bẫy dập mà thôi, bên trong ngoại trừ hai đầu khôi lỗi, cái gì cũng không có. Lãnh diễm lão tổ liếc qua cửa điện, vừa nói vừa vượt qua đại điện, tiến vào phía sau tòa đại điện này. Cấm chế tòa đại điện này là do các người tiến vào phá hư lần trước sao? Lục Vũ Tình đột nhiên hỏi, còn nhớ rõ khi trước ta đã từng nói qua, chúng ta đi ra ảo trận tổng cộng có bốn người không? Mà hai người kia là bị chết trong tòa đại điện này đấy. Lãnh diễm lão tổ không quay đầu lại, nói một câu. Lục Vũ Tình nghe vậy, sắc mặt hơi trắng lên, ba người không có mở miệng, rất nhanh liền đi tới tòa đại điện bên phải. Tòa đại điện này nhỏ hơn một chút so với tòa trước, nhưng kiến trúc và tài liệu luyện chế không có gì bất đồng, phòng ốc kiểu dáng cũng cơ bản đồng dạng, bất đồng duy nhất chính là cửa điện khép kín, phù văn khác bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Hàn Đạo Hữu, phiến đá ghi lại nửa phần trước công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công là ta lấy được từ hậu điện tòa đại điện này, về phần nửa bộ còn lại cũng ở trong đó. Lãnh Diễm lão tổ nhìn về phía Hàn Lập nói ra, năm đó ngươi không thể một lần mang ra công pháp nguyên vẹn, chắc là điện này còn có gì cổ quái a. Hàn Lập gật đầu nhẹ, lại hỏi, đúng vậy bên trong điện này có một đầu khôi lỗi đồng nhân có thực lực kim tiên sơ kỳ chấn thủ. Lãnh diễm lão tổ gật đầu nhẹ nói ra, Hàn Lập nghe vậy, cả kinh, tiếp theo mặt lộ một tia hồ nghi. Thứ cho ta nói thẳng, nếu bên trong có khôi lỗi kim tiên chấn thủ, dùng thực lực của ngươi lúc đó còn chưa tu luyện đại chu thiên tinh nguyên công, căn bản không có khả năng lấy ra nửa bộ công pháp kia. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng lãnh diễm lão tổ nói ra. Hàn đạo hữu nói không tệ, dùng thực lực ta lúc đó, một chiêu của nó cũng không cản được, cho nên lúc ấy ta cũng không trực tiếp giao chiến, mà thả ra mấy khôi lỗi tùy thân mang theo hấp dẫn chú ý của nó, sau đó dùng một kiện bí bảo ẩn nấp, che giấu khí thức của mình, vụng trộm lẻn vào hậu điện, lúc này mới may mắn đắc thủ. Lãnh diễm lão tổ khẽ thở dài, nói ra, Hàn Lập được nghe lời ấy, trên mặt hiện ra một tia chợt hiểu. Nói về khôi lỗi, trừ một ít chủng loại đặc chế, hoặc như giải đạo nhân có nhiều linh trí, còn lại đều không quá am hiểu cảm giác dò xét, nếu che giấu khí thức thỏa đáng, tăng thêm nắm giữ thời cơ xảo diệu, sẽ có tỷ lệ nhất định lẻn vào trộm bảo. Bất quá, ngày ấy ta lấy đi phiến đá khắc nửa phần trước công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, lập tức bị khôi lỗi kim tiên kia phát hiện, ta chỉ tiếp hắn một quyền, đã bị đánh trọng thương. May mắn là, chẳng biết tại sao nó không đuổi theo ra ngoài tòa đại điện này, ta mới may mắn giữ được tính mạng, hiện tại ngẫm lại, có thể nói là cử tử nhất sinh. Lãnh diễm lão tổ hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, trong lòng còn sợ hãi nói. Theo kinh nghiệm lần trước, Ngươi cảm thấy linh trí khôi lỗi này như thế nào? Hàn lập lại hỏi, tuy lần trước chỉ giao thủ với nó ngắn ngủi, nhưng có thể phát giác được, mặc dù sát lực của nó rất lớn, nhưng tựa hồ linh trí không cao, nếu không tại sao lại không phát hiện kế dụ dỗ của ta chứ? Lãnh diễm lão tổ suy nghĩ một lát nói ra, nếu như thế, sở dĩ nó không đuổi theo ra ngoài đại điện, hơn phân nửa là vì chủ nhân nó ban đầu đã hạn chế phạm vi hoạt động, khiến nó không được rời đại điện, phải lưu thủ bảo hộ công pháp. Như thế, chúng ta muốn đạt được nửa sau bộ công pháp, tự dễ dàng hơn nhiều. Ánh mắt Hàn lập chấp động nói, Hàn đạo hữu đã nói vậy, hay là dùng biện pháp của ta khi trước, lại đi trộm một lần nữa. Lãnh diễm lão tổ có chút trần chờ hỏi, đúng vậy, ta cũng có ý này, chỉ là cụ thể hành động, còn cần lãnh diễm đạo hữu phối hợp một hai. Hàn lập nhìn gã một cái, nói ra, đạo hữu cứ nói đừng ngại, lãnh diễm lão tổ làm một động tác mời, nói ra. Hàn lập nghe vậy, lập tức nói ý định của mình với gã một lần. lãnh diễm lão tổ một mực trầm mặc lắng nghe, nghe xong mới nói một câu kế này có thể thực hiện. hàn đại ca, vì sao trong sắp xếp của ngươi lại không có ta? chẳng lẽ cảm thấy đạo hạnh của ta thấp kém, giúp không được gì sao? lục vũ tình đứng ở một bên, cũng nghe được toàn bộ kế hoạch của hàn lập, do dự một chút hỏi, cũng không phải như thế. kế hoạch của chúng ta là đi trộm, không phải là cướp đoạt, cho nên nhân số không cần nhiều. huống hồ bảo vật giấu trong này cũng chỉ có một bộ công pháp hai người chúng ta tu luyện, với ngươi cũng vô ích, ngươi không cần phải mạo hiểm Hàn Lập lắc đầu giải thích. Đã như vậy, ta tự không vẽ rắn thêm chân rồi. Lục Vũ Tinh nghe vậy, không cưỡng cầu nữa, gật đầu nói. Hàn Lập và lãnh diễm lão tổ từng người phục dụng một viên đan dược, điều tức một lát, sau đó đi lên đại điện trước thềm đá. Phù văn trên cửa điện vẫn còn nguyên vẹn, mặt ngoài thỉnh thoảng truyền đến trận trận chấn động linh lực, tức trận pháp phong tỏa vẫn còn vận chuyển như cũ. Hàn Lập đánh giá một chút, liền phát hiện cũng không phải cấm chế cao thâm khó phá giải gì. Vì vậy hắn nhấc một tay lên, phía trên năm ngón tay đồng thời hiện ra năm đoàn lôi cầu màu bạc chói mắt, đột nhiên vỗ xuống phía cửa điện. Phanh một thanh âm vang lên, hai cánh cửa đại điện được đúc bằng từ kim bỗng nhiên mở vào phía trong, chỗ bị lòng bàn tay Hàn Lập đánh lõm xuống một cái lỗ sâu, mặt ngoài hiện ra năm vết cháy đen, phù văn bị cháy đến rối tinh rối mù. Trong đại điện, một đồng nhân đang ngồi xếp bằng, cao hơn một trượng hai mắt bỗng nhiên mở ra, bên trong sáng lên ngân sắc quang mang, giống như đao bổ búa khắc, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, há miệng phát ra một tiếng hét to tựa như kim loại giao kích. Người xông vào, chết, thanh âm vừa vang lên, hai tay đồng nhân đang ôm trước ngực bỗng nhiên rủ xuống, đứng dậy, bước chân nặng nề chạy đến hướng cửa đại điện bên này, phát ra trận trận tiếng vang bang bang bang. Hàn lập liếc qua, năm ngón tay duỗi ra hướng phía trong đại điện, giống như phóng liên đạn vào chỉ thấy từng đạo hào quang vàng xanh từ trong tay hắn bay ra, vào trong điện bỗng nhiên phóng đại lên, liên tiếp thanh âm ken két vang lên, hóa thành 78 tám cỗ cự viên khôi lỗi. Bất quá, sau khi những cự viên khôi lỗi này xuất hiện, lại không liên thủ công kích đồng nhân ám kim kia, mà nhao nhau vung cánh tay ra, chạy trốn về các nơi hẻo lánh trong đại điện. Chương 423, mồi nhử. Đồng nhân màu vàng sớm thấy tình hình này lập tức xoay người, xông tới một con khôi lỗi trong đó. Hàn Lập và Lãnh Diễm lão tổ liếc mắt nhìn nhau, liền nhân cơ hội này thân hình chợt lóe lao vào trong đại điện bọn hắn một người sử dụng mặt nạ vô thường minh một người sử dụng một kiện trường bào màu đỏ sậm đem khí tức trên người mình tận lực áp chế xuống thấp nhất từ từ di chuyển tới một tấm bình phong rất lớn phía sau đại điện nhưng mà hai người mới vừa bước một bước chợt nghe liên tiếp tiếng nổ ầm ầm trong đại điện truyền đến vậy mà bảy tám con khôi lối cự viên do hàn lập thả ra chỉ trong khoảnh khắc đã bị đánh chết toàn bộ hầu như không còn ngay sau đó, trước người họ hoa lên một bóng người, con khôi lỗi đồng nhân kia đã tới bên cạnh, lập tức một quyền đập tới người bọn hắn. Hàn lập vốn luôn lưu ý phòng bị bên ngoài, cho nên lúc đồng nhân xuất hiện ở trước người cũng không hề hoảng loạn, chỉ giơ hai tay lên chắn trước mặt, nghiền đón một quyền mãnh liệt của đồng nhân. Chỉ nghe một tiếng rầm, hai cánh tay của hắn tê dại một hồi, cả người bị ép sát mặt đất trượt dài ra ngoài, ẩm ẩm va vào cửa đại điện. Bên phía lãnh diễm lão tổ càng thêm chật vật, tựa hồ căn bản không có tính đến tình huống này bị một quyền đột nhiên đập tới ngã lăn lộn về sau lưng bị đụng mạnh vào một mặt tường của đại điện lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi sau khi ngồi dậy gã mặc kệ vết máu trên khóe miệng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hàn lập rồi lắc đầu tình huống lần này dường như không giống với lần trước rồi lúc này hàn lập không để ý tới việc trách móc gã xông lên quát lớn người đi lấy nửa cuối công pháp ta tới ngăn nó lại dứt lời thân hình hắn liền lóe lên chủ động đón đầu khôi lỗi đồng nhân. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Hàn Lập, thời điểm khôi lỗi cự viên dẫn khôi lỗi đồng nhân đi ra, lãnh diễm lão tổ sẽ tiềm phục ở cửa vào hậu điện bên cạnh tấm bình phong kia, chờ hắn vào lấy nửa sau công pháp. Sau khi gây kinh động tới đồng nhân, lãnh diễm lão tổ sẽ chịu trách nhiệm đỡ một lần công kích của đồng nhân. Đợi đến khi hắn thuận lợi mang công pháp ra ngoài, lãnh diễm lão tổ không vướng víu gì cả, sẽ lập tức rời khỏi đại điện là được. Thế nhưng biến hóa bất thình lình đã làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch của hắn, hiện tại hắn cũng chỉ có thể tự mình chống đỡ con khôi lỗi kim tiên này để lãnh diễm lão tổ tranh thủ thời gian lấy trộm công pháp. Lãnh diễm lão tổ chợt phun ra một búng máu, cũng không ẩn giấu khí tức, thân hình khẽ động, lướt thẳng về phía hậu diện. Trong lòng gã cũng đang khổ sở, đúng là ngàn lần không thể lý giải được, căn bản không nghĩ ra tại sao linh trí của con khôi lỗi kim tiên này đột nhiên lại tăng vọt. Đồng thời, gã cũng lo lắng hàn lập hiểu lầm, cho là tin tức mình nói trước đó là cố ý lừa gạt hắn, như vậy cho dù lấy được đại chu thiên tinh nguyên công gã cũng khó thoát chỉ trích của đối phương. Đối với tâm tính của Hàn Lập trải qua nhiều lần giao tiếp như vậy, gã cũng hiểu được ít nhiều, đối với người phản bội hoặc gây thương tổn cho mình, tên này sẽ xuất thủ không có nửa điểm nhân từ. Lớn mật, sau khi khôi lỗi đồng nhân phát giác hành động này, trực tiếp mở miệng quát lên một tiếng giận dữ, bỏ qua Hàn Lập đuổi tới phía gã. Lãnh diễm lão tổ khó khăn lắm mới chạy tới được trước tấm bình phong, bỗng nghe tiếng sấm nổ kinh hoàng ở đằng sau, nắm đấm to lớn của khôi lỗi đồng nhân được bao bọc một tầng bạch quang trên bề mặt đang giáng về phía hậu tâm của gã. Chuyên tâm lấy công pháp, khôi lỗi này giao cho ta. Gã đang định xoay người lại đón đỡ, chợt bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng hàn lập, liền hạ quyết tâm, không hề để ý tới nắm đấm phía sau lưng nữa mà kiên trì phóng tới phía sau tấm bình phong. Mắt lãnh diễm nhìn thấy nắm đấm khôi lỗi đồng nhân phát sau mà đến trước, thời điểm sắp nện vào sau lưng mình thì trên thân hàn lập đột nhiên hiện lên điện quang chẳng chịt, phong lôi xí sau lưng vỗ mạnh, chợt chắn phía sau gã. Chỉ thấy chân mày hàn lập nhíu chặt lại, thân sắc nghiêm trọng, hai tay đan chéo nhau, đồng thời đẩy về phía trước. Một luồng quang ảnh màu xanh mờ mờ từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành hai quang trưởng màu xanh như thực chất, vừa kịp chặn trước nắm đấm của khôi lỗi đồng nhân. Một tiếng ầm vang lên rất lớn, một trận cương phong mãnh liệt lúc quyền trưởng giao nhau bùng phát ra, khí lưu hỗn loạn làm quần áo hàn lập bay phần phật tuy nhiên thân hình của hắn vẫn sừng sững bất động nhưng hai cánh tay bị một một cỗ sức mạnh cực lớn ép tới làm cho co gập lại hai chân ngập sâu vào trong lòng đất muốn chết khôi lỗi đồng nhân phảng phất như kim cang lực sĩ mắt trợn tròn miệng quát to một tiếng một quyền khác bên trên ngưng kết ra quang mang hình ngôi sao trắng xóa lại một lần nữa đập xuống đầu của hàn lập trong lòng hàn lập cũng bốc lên nộ khí miệng hét to bắp thịt trên người nhất thời nổi lên cuồn cuộn toàn thân đột nhiên mọc ra một lớp lông màu vàng kim cứng rắn, hai mắt lóe lên lam mang, hai cái răng năng lòi ra trên mép hơn phân nửa, thình lình hắn đã biến thành sơn nhạc cử viên cao hơn một trường. Hai tay hắn ép xuống phía dưới, đe quyền vừa nãy của khôi lỗi đồng nhân xuống, rồi lại tiếp tục vung ra một quyền quất về phía đồng nhân. Hai nắm đấm to lớn ở giữa không trung ầm ầm va vào nhau, một mảnh bạch quang chói mắt từ giữa hai quyền tỏa ra trói lọi, phát ra một tiếng nổ vang như sấm rền, nổi lên một trận khí lãng trùng kích mà mắt thường có thể thấy được, chấn động khiến cả tòa đại điện lắc lư liên hồi. Cánh tay Hàn Lập bị gập lại, lần thứ hai thân thể lại bị lún xuống hơn tất, trong khi đó khôi lỗi đồng nhân lại không có nửa điểm bất thường. So đấu sức mạnh, Hàn Lập vận dụng huyết mạch sơn nhạc cử viên đấu với khôi lỗi trước mặt này vậy mà như cũ, vẫn rơi vào thế hạ phong. Hắn trao mày, rút hai chân ra khỏi mặt đất, thân hình nhảy lên, chủ động huy quyền đập tới khôi lỗi đồng nhân. Phía bên kia, đồng nhân cũng đang lao tới không hề khoan nhượng đồng dạng huy quyền đập về phía hắn chỉ thấy toàn thân hàn lập được một tầng quang mô màu lam ngưng tụ như thật bao phủ nơi ngực sáng lên từng điểm quang mang tinh thần trói mắt khi thế quanh thân tăng vọt lên gấp đôi trên đầu quyền bộc phát ra hào quang làm người ta hoa cả mắt nhưng không ngờ chính là khắp nơi quanh thân khôi lối đồng nhân cũng sáng lên quang điểm màu lam tương ứng với vị trí huyền khiếu khi luyện đại chu thiên tinh nguyên công số lượng còn nhiều hơn rất nhiều so với hàn lập còn như tinh thần lực bao bọc quanh nắm đấm của nó thì cũng hùng hậu hơn so với của Hàn Lập mấy lần. Lúc này đối quyền, dù hai quyền chưa chạm nhưng thắng bại đã có thể đoán trước được rồi. Nhưng khi Tinh Huy ở trên nắm đấm hai bên vừa giao nhau, phát ra trận trận âm thanh va chạm cũng là lúc thân ảnh Hàn Lập đột nhiên mở đi, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau đồng nhân nhằm vị trí chính giữa sống lưng của nó đập một quyền. Chỉ nghe một tiếng bùm như tiếng trống vỗ vang lên, huyền khiếu phía sau lưng khôi lỗi đồng nhân tuôn ra đại lượng tinh huy kịch liệt va chạm với tinh thần lực trên nắm đấm của hàn lập dường như là bốc cháy toát ra một mảng lớn quang diễm màu lam chói lòa dưới lực tác động của cú đánh này cùng với đà lao do bản thân đồng nhân hua quyền khiến cho thân thể nó không tự chủ được lảo đảo về phía trước rồi ngã xuống nắm đấm to lớn của nó cũng theo đó trượt qua đập xuống mặt đất phát ra một tiếng nổ vang lên rung trời toàn bộ đại điện cũng vì đó rung lên kịch liệt mặt đất tuôn ra đầy bạch quang bụi trên nóc nhà rào rào rơi xuống, dưới sàn nhà nứt ra một kẽ hở dài hơn 10 trượng, sâu không thấy đáy. Hàn Lập thấy cảnh như vậy, nhất thời cảm thấy có chút sợ hãi. Mới vừa rồi nếu không phải đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, hắn nghịch chuyển chân luân trong cơ thể, tăng tốc thời gian di chuyển của mình, đi trước một bước mà tránh được nắm đấm của khôi lỗi đồng nhân thì chỉ sợ lúc này hắn đã trọng thương, thậm chí một cánh tay cũng đã không còn nữa. Tuy nhiên điều khiến hắn càng thêm để ý là con khôi lỗi đồng nhân này lại có thể sử dụng tinh thần lực quanh thân dường như cũng mở ra huyền khiếu uy lực sử dụng còn hơn mình chẳng lẽ nó cũng tu luyện đại chu thiên tinh nguyên công hàn đạo hữu ta đã lấy được công pháp chạy mau lúc hàn lập còn đang kinh dị chợt nghe có người hô từ phía hậu điện ngay sau đó thân ảnh lãnh diễm lão tổ liền từ sau phía tấm bình phong thoáng hiện lên tay giơ cao một phiến đá màu xám xanh mặt trên mơ hồ có thể nhìn thấy chẳng chịt những chữ nhỏ cổ triệt không cần phải nói cũng biết, chính là nửa sau công pháp. Trong lòng Hàn Lập hơi động, rồi gật đầu, hai người gần như cùng một lúc lắc mình một cái, liền đi tới cửa đại điện. Hắn giơ bàn tay lên, đang định mở cánh cửa màu tím vàng thì chính lúc này toàn bộ đại điện lại đột nhiên rung động kịch liệt. Tất cả phù văn khắc sâu trên cửa đột nhiên như sống lại, từng chữ như những con run uốn éo, liên kết lại với nhau. Cùng lúc đó, một tầng màn sáng màu tím vàng từ cửa sổ trên nóc điện và trên mặt đất bắt đầu lan tràn ra, đem chọn tòa đại điện bao phủ lại. Nguy rồi, lãnh diễm lão tổ hoảng sợ hô lên, lúc này Hàn Lập đã khôi phục hình người, mặt trầm như nước, đánh ra một trường, ép về phía tiếp giáp giữa hai cánh cửa. Đồng thời, năm quả lôi cầu màu bạc quẩn quanh điện quang từ trong lòng bàn tay hắn rơi vào màn sáng màu tím vàng. Chỉ nghe thấy tiếng nổ âm âm, quang mang trên màn sáng màu tím vàng bao phủ toàn bộ đại điện đồng thời sáng ngời, bề mặt hiện ra rậm rạp chẳng chịt phù văn cổ chuyện Bắn ra từng luồng điện mang như lôi xà, trực tiếp đem lôi cầu do Hàn Lập thả ra đánh tan. Điện mang màu tím vàng tuôn trào ra, đem toàn bộ tia điện màu bạc đang tán loạn kia thôn phệ. Hàn Lập chỉ cảm thấy quanh thân tê dại, nhịn không được phải hít vào một hơi. Lấy trộm công pháp, tội không thể tha. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo. Khôi Lối Đồng Nhân chẳng biết từ lúc nào đã lại đứng dậy, đứng ở trong một góc điện, lạnh lùng nhìn về phía hai người. Hai mắt của nó đột nhiên lóe lên quang mang giống như được bịt kín bởi một tầng xương trắng, trở nên đục ngầu không rõ, hào quang màu vàng sấm cũng từ từ làm cho thân thể mở dần, từ huyền khiếu tuôn ra tinh quang mãnh liệt, khiến cho toàn bộ thân hình trở nên sáng chói, thông thấu. Kèm theo biến hóa này, khí tức trên người nó tản mát ra cũng tăng vụt lên, đạt tới kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, cũng chỉ cách trung kỳ một đoạn ngắn. Hàn đạo hiểu, ta cũng không có lấp liếm, lần trước lúc lấy trộm công pháp chắn chắn không có những tình huống như thế này. Lãnh diễm lão tổ thoáng nhìn thần sắc hàn lập, Bỗng nhiên mở miệng nói, "Ta tin tưởng ngươi." Hàn Lập lời ít mà ý nhiều, đáp, "Ngươi." Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy, hoàn toàn cảm thấy ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Tầng cấm chế bên ngoài đại điện nơi này so với bên trong này quả là một trời một vực, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hàn Lập vừa nhìn chằm chằm biến hóa của khôi lỗi đồng nhân, vừa nói, "Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Tòa đại điện này thiết kế kiến tạo căn bản không phải vì phòng ngừa người ngoài tiến vào, mà là để bảo đảm người tiến vào tuyệt đối không ra được. Nơi này và phía trước cung điện kia giống nhau, cũng đều là cạm bẫy. Chẳng lẽ, bộ đại chu thiên tinh nguyên công này là mồi nhử, mươi 424, chung tay một kích, có lẽ do thời gian quá lâu, đại trận nơi đây đã xảy ra vấn đề gì a à? Thời điểm lần trước người tiến vào nơi này, đại trận cũng chưa hoàn toàn phát động, đầu khôi lối kia cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, cho nên người mới may mắn giữ được một mạng. Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói ra. Lãnh diễm lão tổ nghe Hàn Lập nói vậy, nghĩ lại một chút không khỏi hô to may mắn, đồng thời vẫn chưa phát giác sống lưng mình đã ướt lạnh, đang định mở miệng nói gì đó, chợt nghe Hàn Lập hô to một tiếng đến rồi. Thanh âm vừa vang lên, thân ảnh Hàn Lập đã biến mất không thấy. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của hắn xuất hiện trên đỉnh đầu đồng nhân khôi lỗi, hai tay bấm một kiếm quyết cổ quái, trùng trùng điệp điệp đè xuống dưới. Hư không dưới trưởng của hắn nhộn nhạo một hồi, một thanh trường kiếm màu xanh tràn đầy quang mang từ đó lóe lên chém xuống đỉnh đầu đồng nhân khôi lỗi tiếng nổ bùm bùm vang lên không dứt tiếng điện mang bắt đầu vang lên trên thân trường kiếm màu xanh bỗng nhiên sáng lên kim quang trói mắt tuôn ra từng tầng kim sắc tia điện ngưng thực như thật bao phủ toàn bộ thân kiếm trùng trùng điệp điệp bổ xuống đỉnh đầu đồng nhân một tiếng ầm vang thật lớn một vòng xoáy kim lôi cao mấy trượng không biết từ đâu nổi lên trong đại điện gào thét xoay tròn giữa không trung không ngừng có tia điện kim sắc bắn ra bốn phương tám hướng đánh vào màn sáng tử kim làm vang lên từng trận điện minh lãnh diễm lão tổ nhìn chằm chằm vào vòng xoáy nhưng căn bản không cách nào nhìn thấy thân ảnh đồng nhân khôi lỗi chỉ có thể cảm nhận được ở bên trong kim sắc lôi điện tràn đầy lực lượng cuồng bạo đã chết rồi sao trong lòng gã thầm nghĩ nhưng mà sau mấy hơi thở bên trong vòng xoáy kim lôi liền truyền đến một hồi tiếng vang cổ quái làm cho nội tâm gã rùng mình một cánh tay trắng kiện trắng như bạch ngọc gần như trong suốt bỗng nhiên từ trong vòng xoáy mãnh liệt thò ra năm ngón tay nắm chặt thành quyền đập lên thanh trường kiếm màu xanh đang tuôn ra điện quang cuồn cuộn âm thanh ầm ầm thật lớn vang lên một đoàn tinh vân màu trắng ở trên đầu quyền nổ tung ra vô số lam sắc quang điểm hiển hiện thay nhau lập lòe phảng phất như những ngôi sao lấp lánh tràn ngập trên bầu trời đêm quang đáng đẹp không sao tả xiết ngay sau đó một cỗ lực lượng vô cùng cuồng bạo từ bên trong phóng ra tầng tầng bạch quang tràn khắp bốn phương tám hướng chống chọi với vòng xoáy kim lôi, rồi không ngừng bành trướng lớn hơn. Cùng lúc đó, từng ngôi sao màu lam bên trong bạch quang lần lượt mai một đi, sau đó một cỗ khí thức hủy diệt từ bên trong phát ra. Gào, chỉ nghe thấy một tiếng bạo giống giận dữ vang lên, bạch quang khi nãy đã điên cuồng mở rộng, lại lần nữa bộc phát ra. Vòng xoáy kim lôi rốt của cũng không chịu nổi gánh nặng, nổ vang một tiếng. Vô số tia điện kim sắc như kim xà vang ra bốn phương tám hướng, liên tiếp bắn vào màn sáng từ kim, tạo ra sấm chấp rền vang không ngừng. Mà thanh trúc phong vân kiếm ở giữa không trung chém xuống cũng bị cố cự lực này tấn công mãnh liệt, bay ngược ra ngoài. Chỉ thấy nó văng lên nóc nhà đụng vào màn sáng tử kim, bắn ra một mảnh tia lửa điện quang, sau đó văng ngược trở lại, sắp đâm xuống đất thì trong nháy mắt được hàn lập bắt lại chuôi kiếm, nắm trong tay. Trường kiếm màu xanh rung động mãnh liệt không thôi, làm cánh tay của hắn cũng theo đó run lên. Sắc mặt hàn lập có chút trắng bệch, hô hấp hơi rồn rập, hiển nhiên cũng nhận lấy không ít chấn động. Hắn nhíu chặt lông mày, nhìn vào phía trong đại điện, chỉ thấy lúc này đồng nhân khôi lỗi kia đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, toàn thân vô cùng trong suốt, màu sắc như thanh ngọc, khắp nơi trên người lóe lên từng quang điểm lam sắc. Lúc này, trên người nó còn có vài tia hồ quang điện yếu ớt nhảy nhót nhưng nó lại không thèm để ý chút nào, chỉ là đưa một tay lên tóm lấy, lập tức hồ quang điện liền biến mất. Sau đó, nó nhấc chân lên, thân ảnh trở nên mơ hồ, giống như lưu quang xẹt qua lập tức đã đến trước người hàn lập cánh tay nó nâng lên cũng không có nắm lại mà với xu thế vạn quân chém xuống cổ hàn lập bởi vì tốc độ của nó nhanh đến không thể tưởng tượng hàn lập chưa kịp phòng bị liền bị đánh trúng một cái chỉ nghe dầm một tiếng đầu óc liền mơ màng tiếp đó toàn bộ cơ thể bắn ra ngoài đụng vào màn sáng tử kim lập tức phía trên màn sáng điện quang mãnh liệt bắn ra một mảnh tia lửa chói mắt hàn đạo hiếu lãnh diễm lão tổ kinh hô một tiếng Tính lách mình qua nhưng khi Khôi Lỗi Kim Tiên liếc mắt một cái liền do dự, cuối cùng vẫn ngừng động tác, không dám động thân. Nhưng mà Khôi Lỗi kia sau khi đánh bại Hàn Lập không có tiếp tục truy kích, mà xoay người, đưa đôi mắt màu bạc không chút tình cảm nhìn về phía gã. Lãnh Diễm Lão Tổ cảm thấy lưng phát lạnh, liếc nhìn phiến đá xanh xám trong tay, vội vàng vứt ra xa giống như cầm phải củ khoai lang nóng phỏng tay. Không biết là cố tình hay vô ý, sau khi phiến đá bay ra hơn 10 trượng, không sai lệch lại rơi đúng bên chân Hàn Lập hàn lập vừa mới từ trên màn sáng từ kim ngã rơi xuống trên người còn có từng trận khói trắng bốc lên quần áo cũng xuất hiện nhiều dấu vết bị đốt cháy nhìn có chút chật vật một tay hắn chống trường kiếm màu xanh cúi xuống nhặt phiến đá màu xanh xám lên sau khi liếc mắt quan sát hơi nhếch mép rồi thu vào luôn tên kim tiên khôi lỗi thấy một màn như vậy như bị chọc giận hoàn toàn thân ảnh lần nữa mơ hồ một cái hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng lao về phía hàn lập bàn tay của nó lại làm thành hình lưỡi đao như trước bạch quang phía trên rung động xùy xùy ngưng tụ thành một mảng quang diễm màu trắng hình răng cưa, chém thẳng vào ngực Hàn Lập. Lúc này Hàn Lập đã đề phòng, chỉ thấy mắt hắn hiện lên một tia tinh quang, sau lưng bắt đầu mãnh liệt phóng ra kim quang, một bảo luân màu vàng hiển hiện ra, phía trên chỉ còn sót lại hơn 10 đoàn đạo văn sáng rõ còn có thể sử dụng, từ đó tản mát ra một vùng gợn sóng màu vàng, bao phủ hắn vào trong, Cánh tay Kim Tiên khôi lỗi sau khi lọt vào bên trong vùng gợn sóng màu vàng lập tức như rơi vào dòng sông thời gian, trở nên vô cùng chậm chạp. Nhưng mà, lúc này tất cả quang điểm màu lam trên người nó lại trở nên sáng rực hơn, hào quang màu trắng yếu ớt trên người nó như sống lại, điên cuồng lao về phía cánh tay đó. Ngay sau đó, Hàn Lập kinh ngạc phát hiện, quang diễm màu trắng trên thủ đao của Kim Tiên khôi lỗi chuyển sang màu lam, phạm vi lớn gần gấp đôi, điên cuồng cắt những gợn sóng màu vàng xung quanh chỉ thấy gợn sóng màu vàng mà chân ngôn Bảo Luân phóng ra trở nên có chút không ổn định, cánh tay bị giam giữ trong đó lại tiến mạnh về phía trước, tuy tốc độ không nhanh nhưng rõ ràng ảnh hưởng của Bảo Luân đối với nó đã giảm xuống trăm lần. Loại tình huống này trước kia chưa bao giờ xuất hiện, đạo hữu, còn chưa chuẩn bị xong sao? Hàn Lập vừa nỗ lực bẻ gãy sự đối kháng với chân ngôn Bảo Luân, vừa nói. Được rồi, ngay bây giờ, một tiếng nói từ trong hư không truyền ra, lời còn chưa dứt một đạo hoa quang màu vàng đột nhiên từ trong cơ thể hàn lập bắn ra ở giữa không trung chợt phóng đại lên hóa thành một dòng thác lôi điện màu vàng điên cuồng tuôn trào xuống liền lấp đầy toàn bộ đại điện trong nháy mắt toàn bộ tòa đại điện dường như hóa thành một lôi trì màu vàng khắp nơi đều tràn ngập lôi điện vô cùng cuồng bạo từ lúc vào điện đến nay lãnh diễm lão tổ đã bị chấn kinh nhiều lần rồi các cơ trên mặt cũng có chút cứng lại giờ phút này gã khẽ nhếch miệng ánh mắt có chút phiêu hốt toàn lực thúc giục ra một cái chuông nhạc màu xanh hóa thành một màn sáng màu thanh bảo vệ bản thân. Trong lôi chỉ bên trong điện, hiện ra một con cua màu vàng cực lớn, mai cua rộng lớn vô cùng chạm vào màn sáng từ kim trên nóc nhà. Điện mang hai màu giao thoa nhau, không ngừng nổ đi đùng. Một cái càng cua cực lớn được bao bọc trong lôi điện màu vàng chợt thò ra, thoáng một cái, kẹp vào phần eo của kim tiên khôi lỗi. Giang rác, theo tiếng lôi điện vang lên, hai luồng điện quang màu vàng giao thoa với nhau chợt lóe lên. Màn sáng từ kim bao phủ đại điện lập tức bị xé rách quang mang tản ra biến mất không thấy trên vách tường và nóc nhà đại điện cũng mở ra một khe hở cực lớn tách thành hai nửa khi điện mang màu vàng dần dần tiêu tán lôi trì trong điện cũng bắt đầu thu nhỏ lại nhanh chóng tràn vào trong cơ thể con cua màu vàng kia sau khi quang mang lóe lên liền hóa thành một gã hoàng bào nam tử mặt chữ điền lông mày mảnh đúng là giải đạo nhân hàn đạo hữu lần này ra tay tiên nguyên thạch mà ngươi đưa lúc trước tiêu hao không còn mấy Giải đạo nhân liếc kim tiên khôi lối bị xẻ làm hai khúc trên mặt đất, chậm rãi nói. Không sao, sau này ta lại tiếp tế cho ngươi một ít. Lần này đa tạ, Hàn Lập thu hồi chân ngôn bảo luân, mở miệng nói ra. Không cần, theo ý ta, kim tiên khôi lỗi này có chút bất phàm, mặc dù lúc luyện chế đã bị người ta cố ý áp chế linh trí, nhưng thần thông giống như huyền tiên, chiến lược kỳ thật rất mạnh. Nếu không có ta và ngươi liên thủ, cũng không có biện pháp đánh bại nó dễ dàng như vậy giải đạo nhân khoát tay áo nói ra ngộ ý như vậy tự nhiên là hy vọng hàn lập không nên lãng phí tốt nhất là thu nó vào ta sẽ cất đi đợi sau khi rời khỏi nơi này giải đạo hữu liệu có biện pháp chữa trị một lần nữa luyện hóa không lông mày hàn lập trao lên mở miệng hỏi một kích vừa rồi ta không có nương tay đã tổn thương đến hạch tâm của khôi lỗi có thể chữa trị được hay không hiện tại khó mà nói được giải đạo nhân từ chối cho ý kiến nói Lúc này bộ Kim Tiên khôi lối kia đã khôi phục nguyên bản hình dáng đồng nhân, hai đoạn thân hình bị cắt đứt kéo dài từ sườn phải đến hông trái, chỗ bộ phận đứt gãy trên bụng có một viên cầu kim loại màu vàng sẫm, phía trên đồng dạng có một vết rách hẹp dài. Hàn Lập nhìn nó có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết sự tình này không có biện pháp nào khác, dù sao cũng là giao chiến cùng đối thủ cấp Kim Tiên, nếu phe mình ra tay còn lưu thủ, căn bản không khác nào tự tìm đường chết. Nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước giải đạo nhân liếc nhìn lãnh diễm lão tổ đang dựa vào cạnh cửa điện hóa thành một đạo kim quang bay vào tay áo hàn lập biến mất không thấy gì nữa hàn lập vung tay lên thu hai đoạn kim tiên khôi lỗi trên mặt đất vào quay người đi về phía sau đại điện lãnh diễm lão tổ nhìn bóng lưng hàn lập ngồi liệt tại cửa điện toàn thân đã thấm ướt mồ hôi giờ phút này gã rốt cuộc hiểu rõ giữa bọn họ tranh lệch bao nhiêu cuối cùng rõ ràng hành vi của mình lúc trước ngu xuẩn đến cỡ nào hàn lập vượt qua tấm bình phong cực lớn kia thấy được một cánh cửa ngầm rộng cỡ hai người đi vào trong cửa ngầm hắn liền đi tới hậu điện trong hậu điện tương đối khép kín bốn phía không có cửa sổ cho nên cũng không có sắc trời chiếu vào nhưng bên trong cũng không hề âm u dường như bốn phía vách tường được bôi một tầng bột đá sáng tản ra quang mang âm u phía trên có chút quang mang chớp động thoạt nhìn phảng phất như sao đêm ở giữa hậu điện có một đài vuông đúc từ đồng xanh cao tới eo chỉ vẹn vẹn có một thước vuông phía trên khắc rõ từng đạo hoa văn phức tạp. Trên mặt đài cao, có hai lỗ khảm xuống dưới. Hàn lập thấy vậy, trong nội tâm khẽ động, lỗ khảm này vừa vặn khớp với hai phiến đá đại chu thiên tinh nguyên công, bên trong đồng dạng có khắc phù văn. chương 425, tìm kiếm bảo vật. Trên sàn phía sau đài bằng đồng xanh là bảy tám cái dương gỗ vuông vức được sơn phủ đặt giải rác, bên trên dán phủ lục, hoàn toàn không bị tổn hại chút nào. Hiển nhiên là hai lần lấy trộm công pháp trước đây đều rất gấp gáp, lãnh diễm lão tổ cũng không có thừa thời gian tới ăn cắp đồ vật bên trong. Sau khi ánh mắt hàn lập đảo qua bốn phía, hắn cất bước đi ra phía trước, bàn tay sáng lên thanh quang, vuốt lên trên bề mặt một cái dương nào đó, phù lục dán trên đó liền đã nhìn không ra màu sắc ban đầu, giống như mục nát hóa thành bột mịn. Hắn đưa một tay ra mở nắp dương ra, ánh mắt chỉ đảo qua, khóe miệng lập tức nở ra một nụ cười. Chỉ thấy trong dương là trồng chất từng tầng tinh thạch màu xanh ra trời, lớn chừng bàn tay được xếp rất chỉnh tề, có chừng hơn trăm khối thình lình chính là thiên tinh thạch ẩn chứa tinh quang lực cực kỳ tinh thuần có dồi dào thiên tinh thạch như vậy sau này tu luyện đại chu thiên tinh nguyên công tự nhiên thành làm ít hưởng nhiều hàn lập khẽ hít một hơi kềm chế vui sướng trong lòng mở tất cả dương gỗ ra kết quả phát hiện đều không có ngoại lệ toàn bộ bên trong đều chứa thiên tinh thạch tổng cộng số lượng có chừng sắp xỉ một nghìn khối hắn vung tay không chút khách khí cho toàn bộ số dương gỗ này vào bên trong vòng tay chữ vật sau khi xong xuôi hắn lại quan sát toàn bộ hậu điện, xác định bên trong đích xác đã không có vật gì khác nữa thì lúc này mới xoay người ra cửa ngầm, đi tới trước điện. Đi qua tấm bình phong cực lớn lúc trước, đuôi lông mày hàn lập bỗng nhiên khẽ động, hắn dừng bước. Hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn tấm màn vẽ bầu trời đầy sao trên đó, trong lòng đột nhiên nổi lên một loại cảm ứng kỳ dị. Sau khi hơi trầm ngâm, hắn liền đặt một tay lên trên bình phong, rồi thu nó vào. Sau đó, hắn liền bước đi đến bên cạnh lãnh diễm lão tổ, kéo cánh cửa điện đi ra ngoài, toàn bộ quá trình không hề liếc gã một cái nào. Vừa đi ra, hắn đã nhìn thấy Lục Vũ Tình mang vẻ mặt lo lắng tiến đến đón. Liễu, Hàn Đại ca, các người đã có thể ra được rồi ư? Lục Vũ Tình liền vội vàng nói, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Hàn Lập nhíu mày hỏi, bắt đầu từ lúc nãy, quảng trường bên kia không ngừng lóe lên quang mang đủ các màu, động tĩnh lớn đến kinh người. Lục Vũ Tình chỉ tay về phía quảng trường đá trắng, đáp. Lời nàng vừa dứt, phía bên kia bỗng chuyển đến tiếng ầm ầm rất lớn liền sau đó là một quang trụ màu đỏ đậm phóng vút lên trời xem ra là bọn người huyết hàn đang phá trận chúng ta phải rời đi mau hàn lập nhìn lướt qua phía đó nói chúng ta đã hoàn toàn đi chệch khỏi con đường ban đầu trong khi khu vực mà ta đánh dấu chỉ hữu hạn hiện tại chúng ta làm như thế nào để có thể tìm lại được đây lục vũ tình có chút lo lắng hỏi hàn lập nghe vậy không trả lời nàng ngay mà thân hình phóng vút lên không trung nhìn ra xa xa phía sau đại điện trong chốc lát, rồi mới lại hạ xuống đất. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Dù sao thì ngươi đã tiến nhập nơi này, chẳng qua cũng là từ hai chữ cơ duyên mà ra, phía sau ngọn núi có không ít cung điện lầu các, chưa chắc ngươi sẽ không có thu hoạch. Hàn lập nhìn đối phương, chậm rãi nói, điều này, cũng tốt, lục phú tình hơi ngẩn ra, có chút trần chờ đáp. Hàn đạo hiểu, ta có thể tiếp tục đi cùng các ngươi trên con đường tiếp theo hay không? Lúc này, Lãnh diễm lão tổ từ trong đại điện đi ra, thần sắc có chút bất an, mở miệng hỏi. Sự tình trong đại điện lúc trước, ta đã không thèm so đo với ngươi nhưng đạo hữu chưa có được một tấc lại muốn tiến một thước. Con đường phía sau chúng ta vẫn là mỗi người đi một ngả, đường ai nấy đi thì tốt hơn. Mặt hàn lập không chút thay đổi, nói với giọng lãnh đạm. Khi hai người đang nói chuyện, quảng trường bên kia lại truyền tới một hồi ầm vang, hai quang trụ phóng vọt lên trời. Hàn đạo hữu ta không đòi hỏi xa vời nửa phần sau của đại chu thiên tinh nguyên công kia người có thể vì nhớ tới chút tình hương hỏa ở linh hoàn giới mà mang ta đi cùng hay không nếu là ta một mình lưu lại ở đây không ra được khỏi bí cảnh thì không nói chứ một khi gặp đám người huyết hàn ta chắc chắn phải chết rồi lãnh diễm lão tổ tử biết đối lý cũng không cãi lại chỉ thỉnh cầu hàn lập nghe vậy mặt lộ vẻ trầm ngâm sau khi im lặng một lúc mở miệng nói ta chỉ mang ngươi ly khai khu vực này chờ đến nơi khác ngươi tự mình tìm đường rời đi sau này chúng ta không liên quan. Đa tả, lãnh diễm lão tổ cũng không nói gì nhiều, lập tức khom người thi lễ một cái. Hàn lập hơi nghiêng người, không nhận cái cúi đầu này của y, chỉ dẫn theo lục vũ tình đi xuống bình đài trước cửa điện lớn, đi tới sơn đạo phía bên phải. Thần sắc lãnh diễm lão tổ buồn vô cỡ, khẽ thở dài, rồi vội vã đi theo. Trên con đường sơn đạo dọc theo đại điện, ven đường có không ít cung điện lầu các lớn nhỏ, chỉ là quy mô so với ba tòa trước đây thì nhỏ hơn nhưng chiếm diện tích cực lớn. Trong lòng Hàn Lập biết kết cấu nơi này vô cùng giống Quảng Hàn Cung, cho nên phía bên kia sau núi chắc chắn sẽ có linh dược viên ở đó. Hắn vốn định một mạch không ngừng, đi thẳng tới phía đó nhưng khi dùng thần thức dò xét kiến trúc lầu các chung quanh thì hắn có chút chần chờ. Hàn đại ca, người làm sao vậy? Trên đường đi, Lục Vũ Tình thấy Hàn Lập bỗng nhiên dừng bước lại, không khỏi hỏi một câu. Nơi này có rất nhiều công trình, hầu như đại bộ phận đều có cấm chế phong ấn, chẳng qua là trong đó tốt xấu lẫn lộn, có cấm chế vô cùng thô sơ, có cấm chế lại tinh xảo, có lẽ bên trong hơn phân nửa đều là bảo vật niêm phong bảo tồn, nếu không tìm kiếm một phen, thật sự đáng tiếc. Hàn lập trầm ngâm nói, Hàn đại ca, việc này, phía sau còn có bọn huyết Hàn đuổi theo không rời, không phải là chúng ta. Mắt lục vũ tình lóe lên vẻ lo âu, do dự nói. Không sao cả, cho dù bọn chúng tìm được phương pháp phá trận thì muốn đi ra cũng phải tốn chút thời gian. Huống hồ tới ba tòa đại điện phía trước, bọn chúng sao có thể nhịn được mà không đi tra xét một phen, cứ gì nhất định phải đuổi theo chúng ta." Hàn Lập khoát tay áo, giải thích, "Vậy cũng được, chúng ta sẽ ở đây tìm kiếm một lúc." Ánh mắt Lục Vũ Tình nhìn về phía những tòa đại điện cách đó không xa, hiện lên một tia nóng bỏng. Nếu mất công nhiều như vậy mới có thể tiến nhập nơi này, cơ duyên có cơ hội tìm vật mà tất cả mọi người ở bên ngoài đều mong muốn, nàng đâu thể nào thực sự không muốn đi tra xét một phen. "Chúng ta phân công nhau hành động, bằng bản lãnh của mình đi tìm bảo vật, sau nửa canh giờ sẽ tập hợp lại ở chỗ này." nếu như trên đường có biến cố gì sẽ phải rời nơi này trước hạn hàn lập dặn dò được lục vũ tình gật đầu đồng ý xoay người phóng vút về một hướng lãnh diễm lão tổ vẫn đứng ở một bên có chút lo sợ bất an nhưng cũng không dám nói gì hàn lập chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn thân hình lóe lên liền đi theo hướng ngược lại hướng lục vũ tình sau khi lãnh diễm lão tổ thấy hắn rời đi im lặng thở dài một hơi lật bàn tay một cái lấy ra một cái ngọc giản cẩn thận tra xét một hồi lâu rồi lại nhẹ nhàng xoa ở trong tay một hồi, trên mặt mới hiện lên vài phần tiêu ý. Bên trong khối ngọc giản này ghi lại chính là nửa sau đại chu thiên tinh nguyên công, là trước đó ở trong đại điện, thời điểm hàn lập cùng khôi lỗi đồng nhân chém giết, y lén lút sao chép phiến đá kia. Có thu hoạch này, chuyến này cuối cùng cũng không uổng. Trong lòng y nghĩ như vậy, rồi cất ngọc giản, thu lại thần quang trong mắt, sau đó y cũng chọn một hướng, lướt thân đi. Trước tòa lầu các ba tầng trên quảng trường nhỏ đá xanh, thanh quang lóe lên, thân ảnh Hàn Lập nhẹ nhàng hạ xuống. Sau đứng vững thân hình, hắn liếc mắt quan sát toàn thể lầu các, phát hiện ở tám cái mái hiên mỗi tầng đều có treo một cái chuông đồng nhỏ màu hoàng kim, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng bề mặt không có nửa điểm gì xét ăn mòn, thậm chí ngay cả màu sắc cũng chưa bị nhạt phai đi chút nào. Trong lòng Hàn Lập hơi động, tay áo bảo vung lên, một luồng gió mát từ trong ống tay áo thổi ra, đập vào cánh cửa lầu các. Chỉ nghe một tiếng thình thình vang nhỏ, cánh cửa hơi chấn động một chút, 24 cái chuông đồng dưới mái hiên lầu các ba tầng đồng thời rung động nhẹ nhẹ, vang lên tiếng chuông vô cùng thanh thúy, dễ nghe. Thanh âm lọt vào tai, ban đầu thấy tuyệt vời, nhưng rất nhanh Hàn Lập liền có thể phát hiện dị thường. Đáng lẽ tiếng chuông phải dần dần nhỏ đi, nhưng chúng chẳng những không nhỏ đi mà ngược lại còn vang lên trùng điệp, càng ngày càng trở nên vang dội. Cuối cùng dĩ nhiên là tiếng vang rất lớn như chuông vàng, mỗi một lần vang lên đều làm cho đầu óc Hàn Lập trở nên mơ hồ, ánh mắt cũng biến thành mơ mơ màng màng. 24 cái chuông đồng trên mái hiên, lại một bộ cấm chế thần hồn hoàn chỉnh, thật đúng là hiếm thấy. Lúc này trong hai mắt Hàn Lập bỗng nhiên lóe lên thanh quang, trong nháy mắt ánh mắt khôi phục tỉnh táo, nhịn không được tấm tắc khen kỳ lạ. Lấy hắn tu luyện luyện thần thuật tới tầng thứ tư có thần thức cực mạnh, chỉ vì không đề phòng mà nhất thời chúng chiêu, những người khác sợ là khó may mắn mà thoát khỏi được. Nếu như chiến đấu với kẻ địch, quấy nhiễu chỉ trong nháy mắt này cũng đủ để phân thắng bại. Trong lòng Hàn Lập nghĩ như vậy, cũng đã có chủ đích với những cái chuông này rồi. Tuy nhiên, lúc tay hắn xuất ra, cách không chụp lấy vật này, vậy mà nó không hề nhúc nhích, căn bản không lấy xuống được. Hàn Lập ồ lên một tiếng nhỏ, lại quan sát tỉ mỉ cả tòa lầu các, mới chợt hiểu ra, hóa ra là cấm chế thần hồn này vốn không chỉ là 24 cái chuông đồng, mà là cả tòa lầu các ba tầng. Theo suy đoán của hắn, uy lực cấm chế của những cái chuông bên ngoài lầu này chẳng qua chỉ là một góc nhỏ bé của cấm chế của cả tòa lầu các này, chỉ sợ bên trong mới là càn khôn. Nếu có người nghĩ lầm là đã phá giải được cấm chế tiếng chuông mà nghênh ngang xông vào bên trong thì chỉ sợ lúc đó mới thực sự là thời điểm chịu đau khổ. Sau một lát tự đánh giá như vậy, Hàn Lập vung tay lên, một vệt hào quang hiện lên, thân ảnh đạo nhân lại hiện ra một lần nữa. "Nhanh như vậy lại gọi ta ra, có phiền toái gì thế?" Đạo nhân mở miệng hỏi. "Đúng thật là có chút việc, muốn làm phiền đạo hữu một chút." Hàn Lập hơi xin lỗi nói. "Mời đạo hữu nói." Đạo nhân hơi nhíu mày, nghiêm mặt nói: Tòa lầu các trước mắt này là một kiện linh bảo cấm chế phẩm chất cực cao, ta muốn đem luyện hóa nên cần phải tốn chút thời gian. Làm phiền đạo hữu thay ta tìm kiếm bảo vật chung quanh đại điện. Vô luận tìm được thứ gì, sau này ta đều dùng tiên nguyên thạch cảm tạ. Hàn lập nói như thế, được, đạo nhân không trần chờ, gật đầu đáp ứng. Hàn lập suy tư trong khoảng khắc, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái hổ lô màu vàng đưa cho đạo nhân, rồi nói, Đậu binh trong này người cũng có thể điều khiển được nên có thể điều động ra, cùng nhau tìm kiếm. Phương pháp này rất tốt, đạo nhân tiếp lấy hồ lô, trên người lóe lên tia điện, lập tức biến mất tại chỗ. Ánh mắt hàn lập khép nhỏ lại, bắt đầu âm thầm thôi động luyện thần thuật, thanh quang ngưng tụ trên tay, liền đẩy cửa lầu các, bước vào. Tòa lầu các này hiển nhiên là không giống bình thường, hạch tâm cơ yếu tất nhiên là ở bên trong, muốn phá giải và luyện hóa ngoại trừ tiến vào bên trong thì không còn cách nào khác chương 426, bích hỏa, ước chừng một phút đồng hồ sau, cánh cửa lầu các ba tầng bỗng nhiên mở ra, sắc mặt hàn lập tràn đầy vui mừng, từ trong cất bước đi ra. Ra tới bên ngoài, bỗng nhiên hắn xoay người lại, tay bấm một cái pháp quyết, trong miệng ngâm tụng một lát, rồi đọc lên một chữ thu. Chỉ thấy bên ngoài tòa lầu các ba tầng bỗng nhiên nổi lên mảng lớn kim quang, trong đó hiển hiện vô số phù văn, lưu chuyển không ngừng, quang mang chấp động, bỗng nhiên co lại vào giữa. Tòa lầu các ban đầu vốn cao hơn 10 trượng bỗng nhiên thu nhỏ lại cỡ cái lồng đèn, bị hắn cua tay một cái, liền thu vào trong vòng tay chữ vật. Dùng bảo vật này dư sức vây khốn mấy tên tu sĩ chân tiên trung kỳ, còn với tu sĩ hậu kỳ không tu luyện qua công pháp cường hóa thần hồn thì cũng có thể miễn cưỡng, còn như với kim tiên, thậm chí là tu sĩ chân tiên đỉnh phong thì không đủ sức rồi. Chẳng qua cũng may là có thể phối hợp sử dụng cùng với những pháp bảo khác của mình, như vậy cũng không bị bỏ qua một kiện pháp bảo phụ trợ mạnh mẽ hàn lập trầm ngâm nghĩ đang lúc trầm tư chợt nghe xa xa truyền đến từng thanh âm ầm ầm hắn vội vàng đưa mắt nhìn lại phát hiện nơi phát ra thanh âm chính là vị trí ba tòa đại điện kia hiển nhiên là đám người huyết hàn đang xông vào điện hàn đạo hữu nhanh tới chỗ này đúng lúc này trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói chính là giải đạo nhân đang dùng tâm thần liên hệ gọi hắn đến một chỗ nào đó hắn vội vàng động thân sau mấy động tác mau lẹ đã hạ xuống một khoảng sân có chút hoang vu cỏ dại mọc đầy bên trong điện có mấy đạo binh đang ra ra vào vào tìm tòi bảo vật mà bên kia có cửa phòng mở rộng vừa vặn nhìn thấy bóng lưng giải đạo nhân hàn lập đi vào trong điện liền thấy giải đạo nhân đang nhìn một vách tường phía trước chỗ này và trong sân đều không tìm được pháp bảo nào vừa mắt chỉ có những bích họa trên vách tường này thoạt nhìn có chút y tứ giải đạo nhân không có quay người lại chậm rãi nói ra hàn lập nghe vậy ánh mắt đảo qua khắp nơi chỉ thấy trên vách tường đầy tranh vẽ màu sắc diễm lệ hình ảnh phong phú Nội dung bức họa vô cùng hỗn tạp, cảnh miêu tả cũng thập phần hỗn loạn, toàn là cảnh núi non sụp đổ và mặt đất nứt gãy, những cơn mưa lửa cùng nham thạch nóng chảy liền nhau, sấm sét xen kẽ cùng gió giật. Quả thực chính là bức họa cảnh tượng tận thế. Hàn Lập nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bích họa, đột nhiên cảm giác được cảnh tượng phía trên bắt đầu chuyển động. Trên mặt đất, nham thạch chảy cuồn cuộn, giữa không trung hỏa cầu rơi xuống, sấm sét rền vang, mây đen cuồn cuộn, bão táp tàn sát bừa bãi rất nhiều thân ảnh mặc các loại quần áo và trang sức khác nhau, chợt hiện đi đi lại lại trong đó, hoặc tư thế bấm niệm pháp quyết, hoặc tay hoành kích, cầm thương, hoặc tay không tất sắt. Muôn hình muôn vẻ, chỗ này thì bầu trời sao sụp xuống, vạn sao trời rơi xuống nhân gian, chỗ kia thì vạn kiếm tể phát, vô số kiếm quang quấy đến long trời lở đất. Nơi thì có thể thấy lửa trời giáng xuống, thiêu đốt mặt đất phủ đầy tuyết, nơi thì lại gặp nước đen đầy trời, ngập chìm toàn bộ núi non. Ngoại trừ hình ảnh đám tu sĩ tranh đấu, bên trong bích họa còn có thể nhìn thấy rất nhiều dị thú hình dáng to lớn như núi dư tợn cổ quái phun xét nhà lửa cắn nuốt đất trời mỗi loại đều có một dị năng hàn lập tự hỏi bởi vì bản thân tu luyện kinh chập thập nhị biến nên biết không ít dị thú từ xưa đến nay nhưng vẫn nhìn không ra lai lịch của những dị thú trên bích họa này cảnh tượng hiện ra trên bích họa này rõ ràng là một cuộc chiến tiên nhân có quy mô khủng khiếp mức độ vô cùng khốc liệt tuy chỉ là phô bày trên bức họa nhưng dường như là diễn ra trước mặt từng cảnh tượng đều làm kinh tâm động phách, khiến Hàn Lập cảm thấy sống lưng phát lạnh. Ngoài kinh hãi, Hàn Lập cũng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ nhìn đơn thuần miêu tả trên bích họa, những cảnh tượng kia rõ ràng là bóng người đều là từ cùng một phe với phe đối địch giao chiến. Tuy nhiên mọi khuôn mặt đều mơ hồ, dường như bao phủ trong một lớp bụi sương mù. Xem ra giống như là tu sĩ, lại tựa hồ không giống tu sĩ lắm. Hàn Đạo Hiếu cũng biết bích họa này vẽ chiến sự, vậy có biết phát sinh lúc nào và nơi nào không? giải đạo nhân đột nhiên hỏi không biết chẳng lẽ giải đạo hữu biết rõ hàn lập nghe vậy giật mình khẽ lắc đầu nói hắn nhớ lại những năm ở bắc hàn tiên vực có xem qua điển tịch tư liệu lịch sử nhưng căn bản không thấy bất luận cuộc chiến nào giống trên bích họa ta cũng không biết chẳng qua là cảm thấy bích họa này rất cổ quái liền muốn để cho ngươi đến xem giải đạo nhân cũng lắc đầu đáp trong lòng hàn lập có chút thất vọng còn tưởng rằng có thể từ giải đạo nhân tìm ra chút đáp án tuy nhiên cái này vốn không quan trọng nếu hai người bọn họ đều không biết, cũng không cần quá mức để ý. Sau đó, hắn và giải đạo nhân tìm tòi một ít chỗ, tuy liên tiếp tìm được không ít bảo vật, nhưng phẩm cấp không cao, hiện tại hắn có thể dùng cũng không nhiều, chẳng qua nếu đem ra ngoại giới, tự nhiên có thể đổi được không ít tiên nguyên thạch. Đợi thời gian ước hẹn gần đến, Hàn Lập liền thu giải đạo nhân và những đạo binh kia vào, về tới địa phương lúc trước. Lục Phú Tình và Lãnh Diễm Lão Tổ sớm đã trở về đợi, Lục Phú Tình mang trên mặt vẻ hưng phấn dù vẫn còn vài phần chưa thỏa mãn, còn lãnh diễm lão tổ thì thần sắc như thường, dường như đã khôi phục được bình tĩnh lúc trước, nhìn không ra cái gì. Ba người tụ hợp lại, sau đó tiếp tục tiến đến hướng linh dược viên ở phía sau núi. Không bao lâu, ba người hàn lập đáp xuống một mảnh đất bằng, trên đất trống nơi này thình lình tọa lạc một mảnh vườn hình vuông, lớn hơn 10 mẫu. Bao quanh vườn là bức tường cao ước chừng 4 năm trượng, toàn bộ đều sử dụng một loại tinh thạch màu lam nhạt, xây trồng lên nhau tinh thạch này tản mát ra một tầng gợn sóng tinh quang màu lam, trong đó còn điểm sáng từng quang điểm tinh thần, thoạt nhìn làm cho người ta có cảm giác cảnh đẹp vui mắt, rất là bất phàm. Hàn lập đưa mắt nhìn qua, nhất thời hiện lên một tia kinh ngạc. Tinh thạch màu lam này hắn cũng biết, chính là thiên tinh thạch, một loại tài liệu tương đối chân quý, có thể dùng luyện chế linh bảo, mặc dù ở ngoại giới cũng không phải là vật khó tìm, nhưng số lượng khổng lồ như thế quả thực làm người ta líu cả lưỡi. Hôm nay chúng lại bị lấy ra làm gạch xây tường thì chủ nhân trốn này quả thật cực kỳ xa xỉ. Ở mỗi bốn góc tường là một cây cột đá vừa thô vừa to sừng sững, phía trên khắc đầy trận văn phức tạp. Tinh quang trói mắt từ trên bốn cây cột đá tán phát ra, ở giữa không trung hình thành một màn sáng ngôi sao dày đặc, bao phủ cả tòa viện. Vô số đồ án tinh hà hiện lên trên màn sáng, dường như đang diễn hóa ra nhiều loại biến hóa của vũ trụ minh mông, vô cùng huyền diệu. Từ bên ngoài nhìn vào, Mơ Hồ nhìn thấy trong sân vườn có trồng các loại linh thảo. Một làn hương thơm linh thảo nhàn nhạt từ bên trong tán phát ra, hương thơm xông vào mũi, cấm chế vậy mà cũng không ngăn cách được. Trong mắt Hàn Lập vui vẻ, hai mắt cẩn thận đánh giá màn sáng tinh thần này, lông mày không khỏi nhíu lại một cái. Màn sáng tinh thần này lại có vài phần tương tự với cấm chế tinh quang lúc tiến vào U Hàn cung, hơn nữa thoạt nhìn cấm chế nơi này càng thêm huyền diệu, muốn phá giải chỉ sợ không dễ dàng. Cấm chế tinh thần này rất là bất phàm sử dụng thủ đoạn bình thường chỉ sợ khó có thể phá giải. Tuy nhiên, lãnh diễm đạo hiếu và vị hùng đạo hiếu kia lúc trước thi triển thần thông đại ngũ hành nhiếp linh chân quang thần diệu dị thường dùng để phá cấm là thích hợp nhất. Hàn lập nhìn cấm chế vài lần, chờ nói với lãnh diễm lão tổ bên cạnh. Lãnh diễm lão tổ nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, nói: Hàn đạo hiếu, mặc dù tại hạ biết khẩu quyết chú văn đại ngũ hành nhiếp linh chân quang, nhưng muốn thi triển cần phải có năm kiện ngũ hành linh bảo cực kỳ tinh thuần. Trước mắt trong tay ta chỉ có hai kiện linh bảo hỏa, thổ, chỉ sợ. Không vấn đề, trên người ta vừa vẫn có ba kiện linh bảo kim, mộc, thủy thuộc tính, cũng coi như tinh thuần, có lẽ đủ để thi triển thần thông này. Hàn Lập nói ra, sau đó tay nhấc lên, năm ngón tay khẽ chuyển. Ba đoàn quang mang kim lục lam luân chuyển hiển hiện ra, quang mang thu lại hiện ra một cái vòng tròn màu vàng, một đao gỗ màu xanh biếc, còn có một lệnh bài màu lam. Ba kiện linh bảo đều phát ra linh quang tinh thuần sáng kinh người. Không thua chút nào so với năm kiện linh bảo của Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn lúc trước. Những năm này Hàn Lập chém giết vô số tu sĩ, trong đó đại đa số đều là tồn tại chân tiên, vài món linh bảo tự nhiên căn bản không đáng kể. Quả nhiên Hàn đạo hữu xuất thân ra giàu có, đã như thế, tự nhiên không có vấn đề rồi, đây là khẩu quyết đại ngũ hành nhiếp linh chân quang, có chút tối nghĩa khó hiểu, nhưng lấy sự thông minh tài trí của Hàn đạo hữu, khẳng định không có vấn đề. Lãnh Diễm lão tổ thở nhẹ ra một hơi, tán thán nói: Nói xong, gã khẽ đảo bàn tay, lấy ra một khối ngọc giản dùng hai tay đưa tới. Hàn lập dùng một tay tiếp nhận ngọc giản, phóng xuất thần thức chui vào trong đó. Khẩu quyết ghi chép bên trong ngọc giản không hề dài, nhưng quả nhiên như lãnh diễm lão tổ nói, có chút thâm thúy tối nghĩa. Hắn xem hết toàn bộ rất nhanh, ghi nhớ kỹ trong đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, nhắm mắt tìm hiểu. Lãnh diễm tiền bối, chúng ta hộ pháp cho hàn đại ca nhé. Lục vũ tình thấy vậy nói với lãnh diễm lão tổ nên như thế lãnh diễm lão tổ gật đầu nói sau đó hai người lui về sau một khoảng cách để cho hàn lập một khu vực trống đồng thời ánh mắt quét khắp nơi ước chừng hơn nửa canh giờ sau hàn lập bỗng nhiên mở to mắt đứng dậy thấy tình hình này lục phú tình và lãnh diễm lão tổ ở cách đó không xa đồng thời nhìn qua chỉ thấy trong miệng hàn lập lẩm bẩm sau đó bấm tay điểm một cái về hướng ba kiện linh bảo phía trước ba kiện linh bảo lập tức bắn ra từng kiện nở rộ ra quang đoàn trói mắt Tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, ba màu quang đoàn mơ hồ kết hợp với nhau, dường như muốn hòa làm một thể. Hàn đạo hữu, nhanh như vậy người đã lĩnh ngộ, lãnh diễm lão tổ có chút trợn mắt há hốc mồm. Hàn mỗ trước kia tu luyện qua một môn thần thông đủ cả ngũ hành, cho nên lĩnh ngộ hơi nhanh một chút. Hàn Lập cười hắc hắc một tiếng nói, hắn nói đến tất nhiên là nguyên từ thần quang, bí thuật liên quan ngũ hành bác đại tinh thâm, trong đó nhiều loại tương sinh tương khác biến hóa vô cùng vô tận, nhất là đại ngũ hành nhiếp linh chân quang này càng thêm phức tạp khó hiểu nhưng khẩu quyết tu luyện nguyên từ thần quang kia lại có chút tương tự có rất nhiều chỗ có thể suy luận nên hắn mới có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy hàn đạo hữu thật sự là rất giỏi làm cho người ta sợ hãi thán phục lãnh diễm lão tổ cười ha ha tựa hồ đối với chuyện hàn lập thỉnh thoảng biểu hiện ngoài dự đoán sớm đã nhìn quen mắt rồi sau đó gã cũng không nhiều lời nữa lật tay tế ra cái bình bát đỏ thẫm và ấn nhỏ màu vàng miệng tụng niệm pháp quyết thi pháp lập tức hai kiện linh bảo bắn ra, linh văn trên thân chúng lưu chuyển, tỏa ra linh quang chói mắt, bay vào trong quang đoàn ba kiện linh bảo của Hàn Lập. Chương 427, Dược Viên. Khi hai người Hàn Lập và Lãnh Diễm đạo tổ bấm tay niệm thần chú thi pháp, lập tức mặt ngoài năm kiện linh bảo tản ra ngũ sắc quang mang rực rỡ, vô số ngũ sắc phù văn bay ra, lượn lờ vây quanh linh bảo. Ngũ sắc quang mang ở giữa không trung cuồn cuộn đan vào nhau, rất nhanh dung hợp lại, biến thành một ngũ sắc quang đoàn cực lớn. Ở chỗ sâu trong quang đoàn, năm kiện linh bảo hình thành một vòng tròn, xoay tròn cực nhanh. Mỗi khi xoay sau một vòng thì ngũ sắc quang đoàn này lại lớn thêm vài phần, rất nhanh đã tới hơn trăm trượng, tản ra ngũ sắc quang mang chói lóa mắt, hầu như che khuất bầu trời. Một màn này làm cho lục vũ tình cách đó không xa nhìn hoa mắt chóng mặt, miệng há ra hơn phân nửa. Nhưng vào lúc này, hai người hàn lập và lãnh diễm đạo tổ đồng thời khoát tay, đánh ra một đạo pháp quyết vào quang đoàn một tiếng xoẹt, một luồng ngũ sắc quang trụ từ trung tâm quang đoàn phóng ra, đánh vào màn sáng tinh thần. Hai thứ chạm nhau, ngân hà lưu chuyển mặt ngoài màn sáng tinh thần không chút nào bị ảnh hưởng, nhìn xa xa tựa như một con đường ngũ sắc nối với bầu trời sao minh mông. Hai người hàn lập lầm nhầm, niệm nhanh khẩu quyết đại ngũ hành nhiếp linh chân quang, ngũ sắc quang trụ bỗng nhiên đậm đặc lại, bên trong từng đạo ngũ sắc quang mang lưu chuyển. Những quang mang này lập tức ngưng tụ vào một chỗ, hóa thành từng mũi ngũ sắc quang tiến lớn gần trượt, rồi bỗng nhiên như mưa rơi, đánh vào trên màn sáng tinh thần. ầm ầm, ngân hà vốn yên ổn trên bề mặt liền lay động kịch liệt, đan với tinh quang tiến vào một chỗ, rồi ngay tức khắc hiện ra một đoàn ngũ sắc quang mang, xoay tròn không ngớt, vô số ngôi sao bị cắn nuốt ảo ảo, phát ra những tiếng nổ tung liên miên không dứt. Màn sáng tinh thần ù ù lay động, tinh quang trên bề mặt rất nhanh mở đi, màn sáng vốn rất dày, cực nhanh trở nên mỏng manh. Hàn lập thấy cảnh này, trong lòng hơi động, màn sáng tinh thần này nhìn cực kỳ huyền diệu, làm sao bên trong lại yếu như thế. Hai người bọn hắn vừa mới động thủ, màn sáng liền không chịu nổi. Mặc dù trong lòng hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhưng động tác trên tay không ngừng chút nào, bấm niệm thần chú không ngừng. Quang mang ngũ sắc quang trụ lấp lánh điên cuồng, xuất hiện càng nhiều ngũ sắc quang tiễn, ảo ảo phóng xuống. Thời gian rằng co trôi dần, màn sáng tinh thần càng phát ra mỏng manh, sau một khắc đồng hồ ngắn ngủi chỉ còn lại có một lớp mỏng. Mắt hàn lập sáng lên, pháp quyết trong tay biến đổi, hầu như cũng trong lúc đó, lãnh diễm lão tổ cũng làm ra động tác giống thế. ngũ sắc quang trụ chợt sáng ngời, vô số quang tiến nổi lên, sau đó hòa làm một thể, hóa thành một cử tiến lớn chừng trăm trượng, bề mặt có từng đạo ngũ sắc lưu quang cuồn cuộn không ngớt. cùng với tiếng xé gió sắc nhọn trói tai, ngũ sắc cử tiến ầm ầm lao xuống, đâm vào màn sáng tinh thần. một tiếng nổ kinh thiên động địa, màn sáng tinh thần không thể nào chống đỡ nổi, một mảng lớn ngân hà tinh thần bên trong đó tán loạn. tiếp theo thì màn sáng vỡ vụn thành từng mảnh. Mở tung ra. Hàn Lập thấy vậy, phất một tay lên, năm kiện linh bảo giữa không trung phân tán ra, ba kiện bay vào trong tay áo hắn, biến mất không thấy. Hai kiện khác đồng dạng hóa thành hai đạo lưu quang, được Lãnh Diễm lão tổ vẫy tay một cái thu vào. Cấm chế tan biến, tiểu viện ở bên trong hiện ra rõ ràng, một cỗ linh khí nồng nặc hòa cùng dược hương đập vào mặt. Thân hình Hàn Lập thoát một cái, lập tức hạ xuống, Lãnh Diễm lão tổ và Lục Vũ Tình tự nhiên vội vàng đuổi theo. Ba người vừa mới bước vào bên trong viện, mặt ngoài cột đá ở bốn góc tường viện hoang vắng chợt sáng lên một đoàn tinh quang, bề mặt lại nổi lên điểm điểm tinh quang, từ đó bắn ra từng đạo linh quang, đan quấn vào nhau ở giữa không trung. Hầu như chỉ qua một hai cái hô hấp, phía trên tiểu viện lại hình thành một cái cấm chế tinh thần, tuy nhiên chỉ là một lớp mỏng manh. Khi trận văn trên bốn cái cột đá lóe lên, nhất thời giữa không trung hiện ra từng đạo tinh quang, buông xuống, dung nhập trong cột đá. Cấm chế tinh thần hơi lập lòe, chậm chậm trở nên dày đặc. Hàn lập ngẩng đầu, đưa mắt nhìn cấm chế tinh thần, tựa hồ ý thức được điều gì. Hắn lập tức lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dược điền bên cạnh. Bên trong dược viên được chia làm từng khu vực, trong đó dùng hàng rào bằng ngọc lục bích ngăn cách nhau. Mỗi một khu vực đều được các cấm chế màu sắc bao phủ, bên trong là các loại linh thảo, linh hoa sinh trường. Hàn lập di chuyển ánh mắt, nhìn về phía dược điền lớn mấy trượng ở bên cạnh. Xung quanh dược điền này được một tầng cấm chế màu hồng bao phủ, Bên trong trồng hơn 10 cây linh thảo màu đỏ, cao đến 2 xích. Linh thảo này toàn thân đỏ đậm, lá hình bầu dục, trên ngọn nở ra một đóa hoa màu đỏ tươi lớn chừng bàn tay, thoạt nhìn như là một ngọn lửa đang cháy. Mặc dù cách một tầng cấm chế cũng có thể cảm ứng được chấn động linh lực hỏa diễm kinh người từ cây linh thảo này tỏa ra. Cuồng Diễm Thảo, trong lòng Hàn Lập hơi động, linh thảo màu đỏ đậm này có tên là Cuồng Diễm Thảo, là một loại linh thảo hỏa thuộc tính khá nổi danh có thể dùng để luyện chế một ít đan dược cực phẩm hỏa thuộc tính, thậm chí là đạo đan hỏa thuộc tính. Mà linh thảo này sở dĩ nổi danh bởi vì có một đặc tính, tức là niên đại vượt quá 10 vạn năm, liền có tỷ lệ sản sinh ra một tia pháp tác hỏa thuộc tính tương đối lớn. Ngoại trừ một vài loại đặc thù, linh thảo và linh dược có thể tự nhiên sản sinh ra pháp tác lực cũng không nhiều lắm, lại cần nhiều hơn mấy trăm ngàn năm dược linh nên loại cuồng diễm thảo này xem như là một trường hợp đặc biệt. Mặc dù pháp tác lực do linh thảo này sản sinh ra không phải là rất mạnh nhưng cứ ẩn chứa pháp tác lực là có thể làm dược liệu luyện chế đạo đan, cộng thêm yêu cầu về niên đại thấp, tự nhiên thành vật lý tưởng của các thế lực lớn dùng để đào tạo thiên đan sư. Nhưng mà nhìn những cây cuồng diễm thảo đủ loại lớn nhỏ này, ít nhất cũng đã có 3-400 ngàn năm dược linh, trong đó sinh ra pháp tác lực hỏa thuộc tính tự nhiên vượt qua xa loại chỉ 10 vạn năm có thể sánh bằng rồi. Cộng thêm việc nếu như sau này hắn có thời gian nhàn rỗi dùng trưởng thiên bình tăng dược linh lên đến 500 ngàn năm, như vậy linh thảo sẽ ẩn chứa nồng nặc pháp tác hỏa thuộc tính, giá trị to lớn như thế nào có thể tưởng tượng được. Hàn Lập cũng không vội vàng ngắt chỗ linh thảo này, mà xoay người đi tới dược điền khác, dù sao nơi đây xem ra đã lâu không có người đến, thiên tài địa bảo có giá trị so với cuồng diễm thảo tất nhiên cũng không thấp hơn. Lúc này, lãnh diễm lão tổ và lục vũ tình cũng lộ vẻ ngạc nhiên, mỗi người tự mình bắt đầu tìm kiếm. Hàn Lập rất nhanh dừng lại ở một chỗ dược điền bên cạnh, trong dược điền này là từng cây linh thảo màu tím sẫm, chỉ cao nửa thước rất nhỏ bé hình dáng như lún non từ loại linh thỏa này tản ra từng làn hương có mùi hơi cổ quái trong mùi thơm ngắt lại sen lẫn một chút mùi gay mũi ánh mắt hàn lập lấp lánh quan sát những cây linh thảo màu tím này không để ý chút nào tới mùi quái dị này linh thảo này có tên là cực mục thảo có danh tiếng rất lớn ở bắc hàn tiên vực trong một quyển điển tịch hắn đã từng thấy qua có ghi chép ở cực bắc bắc hàn tiên vực có một hòn đảo tên là giả quang đảo trên đảo có một loài linh thú phi cầm giả quang linh chuẩn sinh trưởng, thực lực lợi hại nhất cũng chỉ có đạt đến trình độ hợp thể kỳ, hơn nữa số lượng không nhiều lắm, cho nên ít người để ý. Sau này, có một vị tán tu chân tiên, ngẫu nhiên bắt một con giả quang linh chuẩn ở giả quang đảo làm thành linh thú của mình. Tuy con giả quang linh chuẩn này có tu vi thấp nhưng thị lực lại siêu cường, vậy mà có thể nhìn xa tình huống bên ngoài đến bên ngoài mấy vạn dặm khiến cho vị tu sĩ chân tiên này vô cùng sung sướng, dựa vào con chim này tạo ra danh tiếng không nhỏ sau đó sự việc này vô tình bị tiết lộ ra ngoài, nhất thời dẫn tới rất nhiều tu sĩ đến giả quang đảo vây bắt loài giả quang linh chuẩn này, nhưng bọn họ lập tức phát hiện những con giả quang linh chuẩn này có thị lực bình thường, căn bản không lợi hại như trong tin đồn. Vị tán tu chân tiên kia kinh ngạc hơn, lại lần nữa đi tới giả quang đảo tra xét việc này, sau đó hắn phát hiện gần sào huyệt con giả quang linh chuẩn bị bắt kia có sinh trưởng mấy cây linh thảo, chính là loại linh thảo mà giả quang linh chuẩn của hắn đã cắn nuốt nên thị lực mới trở nên lợi hại như vậy sau đó việc này truyền ra, khiến cho danh tiếng dị thảo vốn tản mát ra mùi lạ này chấn động vang dội, được mọi người đặt tên là cực mục thảo, danh khí rất nhanh vang vọng Bắc Hàn tiên vực, dẫn tới được vô số người tìm kiếm để hái về. Chỉ có là loại cực mục thảo sinh trưởng rất chậm, hơn nữa yêu cầu hoàn cảnh hà khắc, ban đầu vốn đã rất ít, lại bị vô số tu sĩ ngắt phung phí, nên càng ngày càng ít, đến nay dường như là tuyệt tích, đã gần trăm vạn năm chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới nơi đây lại có. Hơn nữa, những cây cực mục thảo trước mắt này có niên đại ít nhất cũng hai ba trăm ngàn năm, giá trị cực đại. Trong mắt Hàn lập lóe lên vẻ vui mừng, lại nhìn kỹ mấy lần, rồi mới rời ánh mắt nhìn sang dược điền khác ở bên cạnh. Phượng Văn Hoa, Ngân Nguyệt Cam La, Hàm Quang Thảo. Hắn rất nhanh tra xét mười mấy dược điền, có chút ngạc nhiên gọi ra những thứ cực kỳ chân quý này, không ít tên gọi của loại linh dược ở bên ngoài đã tuyệt diệt, ánh mắt càng sáng rực lên. Các loại linh thảo phượng văn hoa và ngân nguyệt cam la ở bên trong chứa linh lực cực kỳ kinh người, vốn là tài liệu luyện chế đan dược tuyệt hảo. Hơn nữa trong dược Điền, những linh thảo này có dược linh đều là mấy trăm ngàn năm, dược lực mãnh liệt, rồi rào không gì sánh được, để mà luyện chế đan dược cấp chân tiên quá quá mức tràn đầy, cũng có thể luyện chế đan dược cấp kim tiên. Ngoài ra, trong dược điền còn có vài loại linh thảo mà với kiến thức lịch duyệt hiện giờ trong chốc lát hàn lập cũng không thể gọi ra tên. Những thứ linh thảo xa lạ này đều có tràn đầy linh lực, bên trong chứa linh quang, thoạt nhìn cũng đều là vật cực kỳ bất phàm. Trong lòng Hàn Lập mừng rỡ, dược phiên này quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Tiếng nổ ầm 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 từ nơi không xa truyền đến, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Lãnh Diễm và Lục Vũ Tình đã bắt đầu động thủ phá giải những cấm chế dược điền kia. Chỉ là những cấm chế dược điền này nhìn thì bình thường nhưng lại chắc chắn dị thường. Hai người liên tục oanh kích nhưng trong chốc lát cũng không thể phá tan được. Hàn Lập thấy cảnh này, cũng không chậm chế, vung mạnh tay áo lên. 72 cây thanh trúc phong vân kiếm nhất thời từ trong tay áo phóng ra, sau khi xoay quanh trên không trung liền biến thành một tòa kiếm trận màu xanh mờ ảo, bảo phủ mấy cái dược biên. Miệng hắn lẩm nhẩm, toàn lực thôi động kiếm trận, ầm ầm ầm, vô số kiếm khí vô cùng sắc bén nổi lên, chém ở trên cấm chế dược biên. Hàn Lập dùng toàn lực thúc giục thanh trúc phong vân kiếm trận tạo ra uy lực lợi hại bực nào, những cấm chế này rung động kịch liệt, quang mang cực nhanh trở nên mờ đi. Sau mấy hơi thở, những cấm chế này ầm ầm vỡ vụn ra. Hàn Lập lần nữa vung tay áo lên, mấy trăm hạt đậu màu vàng đậm bắn ra, sau đó hóa thành mấy trăm đạo binh. Hắn vung ra một mảnh thanh quang chói mắt, cuốn một cái hạ trên mặt đất. Thanh quang tiêu tán đi, lộ ra mấy trăm cái hộp ngọc. Thu hết những linh thảo này vào, Hàn Lập nhàn nhạt phân phó. Những đạo binh này nghe vậy, ao ao cầm những hộp ngọc này, cực nhanh bận rộn thực hiện công việc. Đạo binh, lúc này lãnh diễm lão tổ chậm rãi phá giải cấm chế ở một chỗ dược điền, cũng đang thu linh thảo ở bên trong vào, Nghe thấy động tĩnh phía Hàn Lập liền nhìn sang nơi đó thì nét mặt lần nữa cả kinh. Thực lực của Hàn Lập đã làm cho gã cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ tới còn biết thuật đạo binh tối nghĩa khó hiểu lại cực kỳ khó nuôi trồng này, khiến cho gã càng là không biết còn cái gì để nói rồi. Chương 428, Đoạn thụ, Hàn Lập phân phó đạo binh thu thập linh thảo, sau đó thân hình vẫn đứng yên, tay bấm niệm pháp quyết, lập tức kiếm trận màu xanh bay đến một mảnh dược điền cách đó không xa, ông ông vận chuyển. Vô số kiếm khí màu xanh hạ xuống như mưa bao phủ cấm chế dược điền nơi đây, rất nhanh phá giải nó. Lập tức liền có đạo binh ùn ùn kéo đến, thu thập linh thảo nơi đây. chung quanh những dược điền bị phá giải cấm chế kia, lúc này quang mang lập lòe, những cấm chế kia chậm rãi ngưng tụ lại, vậy mà giống màn sáng ngôi sao bên ngoài dược viên, tự tái sinh lại. Hàn lập thấy cảnh này, mặt lộ vẻ khâm phục, minh hàn cung này tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, cấm chế nơi đây vẫn còn vận chuyển bình thường đã vô cùng kinh người, lại còn có thể tự tái sinh, người bố trí những cấm chế trận pháp này, tu vi thật sự kinh người. Trong lòng của hắn càng ngày càng hiếu kỳ vị minh hàn tiên quân thần bí này, chủ nhân tòa cung điện khổng lồ này cuối cùng không biết là người như thế nào. Trọng bảo phía trước, ba người tự nhiên toàn lực ra tay, rất nhanh vơ vét dược điền phía bên ngoài dược viên không còn gì. Bất quá hàn lập một bên dùng kiếm trận phá vỡ cấm chế, một bên sử dụng đạo binh thu linh thảo, hiệu suất cực cao, hơn xa lãnh diễm lão tổ và lục vũ tình, cho nên hơn phân nửa linh thảo đều rơi vào trong tay hắn trong lúc đó hắn còn thuận tay giúp lục vũ tình một chút phá vỡ mấy cấm chế dược biển, làm cho lãnh diễm lão tổ hâm mộ ngừng lại một chút nhưng chỉ có thể âm thầm cười khổ không thôi sau đó ba người đi tới chỗ sâu trong dược phiên diện tích dược biển nơi này so với bên ngoài lớn hơn nhiều hơn nữa cấm chế sáng ngời chói mắt từ bên ngoài cơ bản nhìn không thấy linh thảo bên trong hàn lập đưa mắt nhìn qua xác nhận bên cạnh không có gì dị thường sau đó thúc giục kiếm trận bao trùm một chỗ có hào quang cấm chế màu hồng chói mắt hung hăng thiết cắt nó Lãnh diễm lão tổ và lục vũ tình cũng lập tức tự mình lựa chọn một cấm chế dược biên, thi pháp phá giải. Hàn lập biến thanh trúc phong vân kiếm thành kiếm trận phóng thích vô số kiếm khí chảm lên hào quang màu hồng, tuy màn hào quang không ngừng run rẩy nhưng nhất thời nửa khắc không có dấu hiệu vỡ ra. Hàn lập nhướng mày, tay biến đổi kiếm quyết, kiếm trận màu xanh mãnh liệt thu nhỏ lại, hội tụ lại hướng trung tâm, quay tít một vòng, sau đó bỗng nhiên hóa thành một tòa kiếm liên màu xanh cự đại. Trong miệng hắn lẩm bẩm Cánh sen kiếm liên từ từ nở rộ ra, hơn nữa trên từng cánh sen hiện ra từng đạo kim sắc hồ quang điện trói mắt vô cùng, rung động t t e e i, đột nhiên chụp xuống màn hào quang màu hồng. Từng cánh sen một mực đè lên màn hào quang màu hồng, sau đó xoay tròn xé rách. Lập tức màn hào quang màu hồng kịch liệt vặn vẹo, giữ vững được một hồi, cuối cùng phanh một tiếng thật lớn, vỡ vụn ra, hóa thành lưu quang màu hồng đầy trời. Trong nội tâm Hàn Lập vui vẻ, vội vàng nhìn vào bên trong, vẻ tươi cười trên mặt chợt cứng đờ. Bên trong màn hào quang dược điền sinh trưởng một cây linh thụ màu vàng nâu, thoạt nhìn thân cây rất là thô ráp, từng vết dạn thật sâu khô héo xuất hiện trên thân, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác sinh cơ bừng bừng, hiển nhiên không phải phàm thụ. Nhưng gốc linh thụ này lại bị chặt đứt ở giữa, chỉ còn lại có một đoạn thân cây, chỗ đứt gãy còn rất mới mẻ, từng giọt chất lỏng màu vàng thẩm thấu ra. Hàn Lập đi đến bên cạnh thân cây, mặt lộ vẻ do dự. Lãnh Diễm lão tổ và Lục Vũ Tình đang muốn phá giải cấm chế dược điền khác, mắt thấy cảnh này đều ngừng tay, đi tới. Thoạt nhìn có người đã sớm tới đây, nhìn vết cắt này rõ ràng là cách đây không lâu, có lẽ không hơn một ngày. Lãnh diễm lão tổ nhìn đoạn đứt gấy, phán đoán. Hàn lập gật đầu nhẹ, ánh mắt nhìn cấm chế ngôi sao trên đỉnh đầu một cái. Khó trách cấm chế ngôi sao này lại dễ dàng phá giải như thế, thì ra trước đó đã có người phá vỡ qua một lần. Tuy cấm chế này có thể tự động phục hồi như cũ, nhưng thời gian quá ngắn, chỉ khôi phục được non nửa uy năng, cho nên mới bị hắn phá vỡ dễ dàng như thế là ai chẳng lẽ là hùng sơn kia lục phú tình thì thào nói ra chắc không phải tuy hùng sơn đến u hàn cung này sớm hơn chúng ta một chút nhưng muốn phá giải cấm chế nơi này thời gian rõ ràng không kịp hàn lập lắc đầu vậy là ai lục phú tình không khỏi hỏi không biết bất quá người nọ không hề động đến những linh thảo linh dược phía trước không biết có phải không để vào mắt hay là thời gian quá vội nơi đây xem ra cũng không có dấu vết đánh nhau hơn phân nửa người phía trước là một vị tiền bối kim tiên nào đó. Hàn lập lắc đầu, trầm ngâm nói, tiến vào minh hàn tiên phủ, số lượng kim tiên rất nhiều, cụ thể là bao nhiêu người, hắn cũng không cách nào đoán được. Lãnh diễm lão tổ và lục vũ tình nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, lại đàm luận vài câu, sau đó tự mình tản đi, tiếp tục phá giải cấm chế dược biên mà mình nhìn chúng. Hàn lập nhìn nửa thân cây trước mắt, ngón tay quệt một ít chất lỏng màu vàng, đưa lên mũi người, tinh thần lập tức chấn động, thần thức trong đầu một hồi thanh tỉnh. Ánh mắt hắn sáng lên, phất tay đánh ra một cỗ ánh sáng màu xanh khác, bao phủ thân cây, cẩn thận đào móc rễ cây và linh thổ bên cạnh ra, thu vào. Tuy không biết linh thụ màu vàng này là vật gì, nhưng có thể được Kim Tiên nhìn chúng, tuyệt đối là linh thụ chân quý. Tuy cây này đã bị chặt đứt, nhưng Hàn Lập có trưởng thiên bình trong tay, vẫn có thể phục sinh nó được. Làm xong hết thảy, thân hình hắn nhoáng một cái, đi vào một dược điền bên cạnh, bấm niệm pháp quyết một cái kiếm liên trên không trung gào thét hạ xuống, chém xuống màn sáng cấm chế màu lam của dược điền. Cánh sen vừa thô vừa to thiết cắt vào màn hào quang, phát ra tiếng nổ mạnh u u. Sau mười mấy hơi thở, màn hào quang màu lam cũng phịch một tiếng, vỡ vụn ra, lộ ra dược điền phía dưới. Hàn lập nhìn vào bên trong, sắc mặt trầm xuống. Linh thảo bên trong dược điền này đã bị ngắt lấy đi, hơn nữa lần này ngắt lấy vô cùng triệt để, ngay cả rễ cây cũng đảo đi. Hắn hừ một tiếng, thân hình nhoáng một cái, bay đến một dược điền bên cạnh, tay bấm niệm pháp quyết một cái. Kiếm liên bay vụt đến, chụp xuống màn sáng cấm chế màu xanh của dược điền. Sau một phút đồng hồ, chỉ nghe phanh một tiếng, cấm chế màu xanh vỡ vụt, lộ ra dược điền phía dưới. Hàn lập nhìn bên trong dược điền, sắc mặt hơi trầm xuống. Linh vật bên trong dược điền này cũng đã bị đào đi, bên trong linh điền nhiều ra một vài hố sâu. Hắn lắc đầu, rời ánh mắt đi. Lúc này những cấm chế dược biển chỗ sâu trong dược viên không sai biệt lắm đều bị ba người phá giải. Đương nhiên, tuyệt đại đa số đều bị hắn phá giải. Thình lình linh dược nơi đây đều bị người kia lấy đi, ba người không thu hoạch được gì. Về bộ phận dễ cây để lại, Lãnh Diễm lão tổ và Lục Vũ Tình cũng không có hứng thú, Hàn Lập thì một cái cũng không buông tha, đều thu vào. Lúc này Lãnh Diễm lão tổ và Lục Vũ Tình còn đang tự mình phá giải một chỗ cấm chế linh điền. Hàn Lập nhìn hai người sau đó ánh mắt rời đi nhìn vào chỗ sâu trong dược viên, chỗ đó có một dược biển, diện tích chừng trăm trượng, lớn hơn so với những dược biển khác. Toàn bộ dược biển bị một tầng màn sáng tử sắc dày đặc bao phủ, tử sắc hồ quang điện trên màn sáng lưu động nhẹ nhẹ, tản mát ra một cỗ khí thức cường đại, thoạt nhìn có vẻ không thể phá vỡ, dường như một đầu tử sắc cự thú nằm dạp trên mặt đất. Dược biển này khác hoàn toàn so với những cái khác, cho nên ba người cũng không có phá giải, lưu lại cuối cùng. Hàn lập nhìn cấm chế tử sắc trong mắt lóe lên dị sắc, đang tính bấm niệm pháp quyết thúc dục kiếm liên. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng bạo liệt giòn vang từ nơi không xa chuyển đến, chính là lục vũ tình đã phá vỡ cấm chế, lộ ra dược biển phía dưới. Cấm chế nơi này so với trước còn muốn lợi hại hơn, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao khá lớn. Lục vũ tình lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, đôi mắt đẹp nhìn vào bên trong, trên mặt không khỏi lộ vẻ thất vọng. Đồ vật bên trong linh điền này cũng bị người khác hái đi, hơn nữa đào cả gốc ra trên mặt đất lưu lại hai cái động lớn bất quá dường như lúc đào người nó có chút vội vàng còn có mấy dễ cây lóe sáng màu bạc ở chỗ này lục phố tình thu lại thủy thủ đang tính quay người rời đi cái này thoạt nhìn là gốc linh trúc linh trúc khác với linh thảo mặc dù chỉ là gốc trúc nhưng nếu bồi dưỡng thích đáng cũng có thể mọc rể nảy mầm lớn thành linh trúc mới rất có giá trị lục cô nương cứ vứt bỏ như vậy thật là đáng tiếc hàn lập chẳng biết lúc nào đã đi tới nói ra Hàn đại ca nhận ra linh trúc này, sắc mặt lục vũ tình vui vẻ, sau đó hỏi, ta cũng không nhận ra, bất quá thoạt nhìn dễ cây ngân sắc này cực kỳ bất phàm, chắc hẳn linh trúc lớn lên cũng là tiên phẩm, nếu không cũng sẽ không được chủ nhân dược viên trồng ở chỗ này. Nếu có thể tìm được người biết hàng mua, những gốc trúc này cũng có thể bán được giá tốt. Hàn lập lắc đầu, nói như thế, lục vũ tình nghe vậy gật đầu liên tục, phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh, đào móc ra dễ cây ngân sắc bên hai cái động lớn, đựng trong hai cái hộp ngọc. Nàng lật tay thu hồi một cái hộp ngọc, cái khác đưa cho Hàn Lập, trong miệng nói ra, đa tạ Hàn đại ca chỉ điểm, nếu không ta đã bỏ lỡ cơ duyên này rồi. Hàn Lập cũng không có sĩ diện háo, trực tiếp nhận hộp ngọc. Hắn xác thực cảm thấy rất hứng thú với những rễ cây linh trúc ngân sắc này. Uy Uyên rầm rầm tiếng nổ mạnh từ một phương khác truyền đến, lúc này lãnh diễm lão tổ đang thúc giục một bộ linh bảo phi đao, tổng cộng 12 chuôi, thoạt nhìn đều là linh bảo phẩm chất cực cao, Huyễn hóa ra đạo đạo đao mang, tấn công biên cuồng vào một cấm chế màu lam nhạt. Nhưng mà mặt ngoài cấm chế này lập lè tinh quang, giống với loại cấm chế ngôi sao, hơn nữa cực kỳ cứng cỏi. Gã đã đánh một hồi lâu, nhưng mặt ngoài cấm chế ngôi sao này tuy rằng hiện ra đạo đạo rung động như gợn nước, nhưng thủy chung lù lù bất động. Thần sắc lãnh diễm lão tổ có chút lo lắng, nhìn về hàn lập cách đó không xa. Trên mặt gã lộ ra một tia trầm ngâm, lập tức dừng tay lại, bay đi. Hàn Lập đang xem xét dễ cây ngân sắc trong hộp ngọc, nhìn thấy lãnh diễm lão tổ tới đây, thu hộp ngọc vào. Hàn Đạo Hữu chỗ cấm chế kia có chút khó chơi, có thể hỗ trợ phá giải một chút hay không? Lãnh diễm lão tổ chắp tay nói, việc nhỏ thôi, lãnh diễm Đạo Hữu không cần khách khí. Lục cô nương, cùng đi xem một chút đi. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, nói ra, đa tạ Hàn Đạo Hữu trên mặt lãnh diễm lão tổ vui vẻ, nói ra, không bao lâu, ba người đi tới gần cấm chế ngôi sao mà lãnh diễm lão tổ đề cập. Ánh mắt Hàn Lập chấp động, đánh giá, chỗ cấm chế này bất phàm, kỳ thật hắn đã sớm chú ý tới, vốn tính lưu lại lúc sau phá giải, lại bị lãnh diễm lão tổ vượt lên trước một bước, nhưng lúc ấy hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. chương 429, Khô Đằng, Hàn Lập đang cân nhắc, trong tay kết kiếm quyết, kiếm liên màu xanh xoay tròn bay vụt xuống bao trùm cấm chế ngôi sao. Chỉ một thoáng, tiếng nổ lớn xùi xùi vang lên, từng đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt vô cùng bay vụt xuống, chảm lên cấm chế. Lãnh diễm lão tổ cũng hét lớn một tiếng, hai tay liên tục tế ra những linh bảo phi đao kia, trong miệng nói lầm bầm. 12 ngọn phi đao đại phóng linh quang, đón gió tăng vọt lên, trong khoảnh khắc biến thành 12 chuôi cự đao lớn trăm trược, mang theo tiếng phong lôi mãnh liệt, chém về phía cấm chế ngôi sao. Tiếng nổ mạnh ù ù không ngừng vang lên, mặc dù cấm chế ngôi sao này lợi hại, nhưng trước sự liên thủ mạnh mẽ của hai người Hàn Lập cũng chống đỡ không nổi, mặt ngoài chợt hiện tinh quang, một lát sau phanh một tiếng, ầm ầm vỡ vụn, lộ ra cảnh tượng phía dưới. Hàn Lập đưa mắt nhìn phía dưới, khẽ giật mình, linh miền bên trong cấm chế này thình lình sinh trưởng hơn 10 gốc linh thảo màu lam cao chừng mấy xích. Linh thảo này có thân và phiến lá sáng long lanh, giống như được đúc từ lam ngọc nào đó, thân cảnh phiến lá đều tán phát ra trận trận tinh quang chói mắt, cực kỳ bất phàm. Những linh thảo màu lam này vậy mà không bị tên kim tiên kia lấy đi. Trên mặt Lục Vũ Tình đứng ở một bên lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại Lãnh Diễm lão tổ tựa hồ đã sớm sở liệu, trên mặt vẫn bình thường. Cây này chẳng lẽ là Tinh Huy Thảo? Hàn Lập suy nghĩ một chút, cũng nhận ra những linh thảo màu lam này, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Linh thảo này ẩn chứa tinh thần chi lực, trải qua vô số ngày đêm được tinh quang phổ chiếu, trong đó ẩn chứa tinh thần chi lực cực kỳ tinh khiết, đúng là tài liệu tuyệt hảo luyện chế tinh thần đan. Nhìn những linh thảo lớn nhỏ này, tối thiểu cũng phải 50 vạn năm trở lên chỉ cần có thể lấy được một ít tinh huy thảo, dù là một gốc, luyện chế thành đan dược cũng có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện nửa phần trước công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên công. Vào thời khắc này, một đạo tinh quang khác đột nhiên từ bên cạnh bắn ra, bao phủ hơn 10 gốc tinh huy thảo này, đúng là Lãnh Diễm Lão Tổ làm. Gã vô động mười ngón tay liên tục, lập tức những tinh huy thảo này bị nhổ tận gốc, được tinh quang quấn lấy bay trở về. Lãnh Diễm Lão Tổ vung tay lên, không chút khách khí thu toàn bộ những tinh huy thảo này vào hàn lập thấy cảnh này sắc mặt hơi nhúc nhích nhưng cũng không nói gì đa tạ hàn đạo hiếu tương trợ lần này lát nữa nếu hàn đạo hiếu cần ta xuất lực tại hạ tất nhiên sẽ không chối từ lãnh diễm lão tổ vừa cười vừa nói không có ý chia những linh thảo này cho ai cả hàn lập nhìn lãnh diễm lão tổ cũng không nói lời nào lãnh diễm đạo hiếu những linh thảo này đúng là hàn đại ca và ngươi đôi mi thanh tú của lục vũ tình nhân lại nhịn không được nói ra Nàng vừa nói được nửa câu liền bị Hàn Lập đưa tay cắt ngang. Những tinh huy thảo này nếu được lãnh diễm đạo hiếu phát hiện ra trước, tự nhiên là của đạo hiếu, không cần nhiều lời. Hàn Lập nhàn nhạt, nhạt nói ra, quay người đi về chỗ linh biển sâu nhất bên trong dược viên. Lục phố tình lạnh lùng liếc lãnh diễm lão tổ, quay người đuổi theo. Trên mặt lãnh diễm lão tổ Thủy Trung treo dáng tươi cười, đi theo, ở chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên một tia tự đắc.